Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 33. Nơi này ấy thế mà lại ẩn giấu sát ý cực kỳ mãnh liệt, nó ngưng tụ không tan, hòa làm một với không khí. Nhưng bố cục kiến trúc ở đây lại không giống trận phong thủy. Thậm chí có nhiều cách bố trí còn sai lầm, trái ngược hoàn toàn về mặt phong thủy. Anh đi vào với chị Mai, càng đi càng phát hiện ra sự bất thường. Cho đến khi anh loáng thoáng nghe được tiếng hò hét rung trời cùng với tiếng sóng biển, khí của binh sĩ làm anh hiểu ra, nơi đây là chiến trận cổ. Sao ông Nam Lôi lại mở sòng bạc ở một nơi như thế này, chị Mai lẩm bẩm. Nơi này khá hẻo lánh, đi lại bất tiện, nhìn trông cũng không được đẹp, còn chẳng có bãi đỗ xe. Sòng bạc này không phải dành cho ông Nam Lôi, Lý Dục Thần nói. Vậy mở cho ai, chị Mai buột miệng hỏi lại. Có lẽ là mở cho chúng ta. Chúng ta, ý cậu là đây là một cái bẫy. Lý Dục Thần gật đầu, ở đây ẩn giấu sát khí, có vẻ như là do một chiến trận cổ xưa tạo thành. Cuộc chiến nổi tiếng nhất trong lịch sử thành phố Dũng là cuộc chiến kháng quân Uy. Nếu tôi đoán không sai, nơi này chắc hẳn chính là nơi Thích Kế Quang luyện binh giết địch năm xưa. Tổ tiên nhà họ Liễu là thuộc hạ của Thích Tướng Quân, có lẽ bọn họ hiểu loại trận pháp này. Chị Mai nhìn anh, vậy chúng ta có đi vào nữa không? Đương nhiên là phải vào rồi, Lý Dục Thần nó, chúng ta mất biết bao công sức mới tìm được ông Nam Lôi, đã đến cửa rồi sao lại không đi vào. Được, vậy thì vào. Chị Mai cực kỳ tin tưởng Lý Dục Thần, bà ta tin, bất kỳ trận pháp nào cũng không vây nhốt được anh. Hai người bọn họ đi vào khu vực trung tâm của khu dân cư. Tuy có nhiều lối đi ngầm bên trong, nhưng sao? Có thể lừa gạt được thần thức của Lý Dục Thần. Chị Mai đẩy một cánh cửa bí mật ra. Người bên trong lập tức quát to, ai? Chị Mai đáp, tìm ông Nam Lôi. Người nọ quan sát chị Mai mấy lần, mắng, bà già ở đâu ra thế, tên của anh Năm mà bà cũng dám gọi à? Chát, tiếng bạt tai giòn giã vang lên. Người nọ che mặt, chửi, mẹ kiếp, bà dám đánh tôi à? Chị Mai nói, anh hỏi ông Nam Lôi xem có nên đánh anh không? Hiển nhiên gã biết sợ rồi, hỏi, bà thật sự quen biết anh Năm à? Bạn cũ, tôi phải đi báo trước đã, bà tên gì? Anh cứ nói với Nam Lôi, Mai nở dưới trăng là được. Người nọ lấy điện thoại ra bấm số trong sự ngờ vực, rồi nói với đầu dây bên kia, bên ngoài có người tìm anh Năm. Là phụ nữ, rất đẹp, nhưng mà hơi dữ. Bà ta nói chỉ cần bảo với anh Năm cái gì mà hoa mai nở dưới trăng là được. Gã gọi xong thì cúp máy luôn, sau đó đứng đấy chờ. Chỉ một lát sau, một nhóm người đi từ bên trong ra. Người đi đâu là một người đàn ông đầu chọc hơn 60 tuổi, khuôn mặt dữ tợn, bụng tròn ung ung, trông rất ngả ngớn. Amel ha ha ha, người đàn ông chọc cười to, giang hai tay ra định ôm, đúng là A Mai rồi, nhiều năm không gặp, bà vẫn xinh đẹp như xưa. Nào, cho chú ôm cái nào. Chị Mai cau mày tỏ vẻ chán ghét, bà ta tránh né cái ôm của đối phương, nói, ông Nam Lôi, ông còn chưa có tư cách làm chú tôi đâu, theo bối phận tôi còn lớn hơn ông đấy. Ông Năm Lôi cười ngượng ngùng, ha ha, phải, phải, bà là sư tỷ của tôi mài. Sau đó ông ta quay sang tát tên giữ cửa một cái rõ mạnh, nổi giận, sư tỷ của tao mà mày cũng dám cản à. Chó đẻ, muốn chết à. Tên kia ăn hai cái tát, có khổ không nói nên lời, gã cúi đầu, bày ra vẻ mặt uất ức, chỉ dám oán hận trong lòng. Sư tỷ, mời vào trong. Ông Năm Lôi dẫn chị Mai và Lý Dục Thần vào sòng bạc. Càng đi sâu vào trong, Lý Dục Thần càng cảm nhận được sát khí ngưng tụ dày đặc hơn. Bên trong có vài bàn mạt trược, có người đang sờ bài. Không gian rất nhỏ, so ra kém cả quán mạt trược của Sáu Xeo. Chỉ có thể thôi à, chị Mai chỉ là vào bàn mạt trược, nói với giọng khinh thường. Ông Năm Lôi cười khà khà, ghé vào tai chị Mai, khoang miệng đầy mùi thuốc lá phả hơi lên mặt bà ta. Năm Lôi nói, sòng của anh Năm này đương nhiên không thể nhỏ như thế được, bên trong vẫn còn, đi theo. Tôi, chị Mai phản cảm nghiêng mặt đi. Ông Năm Lôi còn định ghé lại gần hơn, nụ cười trên mặt ông ta trông có vẻ gian ác. Một con dao găm đột nhiên đè lên cổ ông ta, lưỡi dao lạnh lẽo làm nụ cười của ông ta bỗng chốc trở nên cứng ngắc. A Mai, không, sư tỷ, bà làm gì thế? Chị Mai cầm dao găm, nói tránh xa bà đây ra. Ông Năm Lôi từ từ lùi lại, cổ cách xa mũi dao, ông ta duỗi tay sờ cổ, nói, A Mai, nhiều năm không gặp nhau.
xa lạ như thế làm chỉ, chúng ta đều là người Lan Môn, nên thân thiết với nhau hơn. Chị Mai cười khẩy, thành phố Dũng còn có Lan Môn à? Ông Năm Lôi cười xấu hổ, bà đã đến rồi, thế chẳng phải là có rồi sao? Đi thôi, tôi dẫn bà đi xem sòng bạc của tôi. Nói cho bà biết, Năm Lôi này không giống như ngày xưa nữa rồi, bây giờ tôi chính là vua sòng bạc của thành phố Dũng. Ông Năm Lôi dẫn bọn họ đi vào bên trong, rẽ trái rồi quẹo phải vài lần, cuối cùng mở một cánh cửa giấu trong một góc bí ẩn, bên trong là cầu thang đi xuống tầng hầm. Chị Mai nhìn Lý Dục Thần, dùng ánh mắt hỏi ý anh có nên xuống không? Ông Năm Lôi cười nói, sao à? À Mai, sợ tôi ăn bà. Rồi ông ta lại sát lại gần. Chị Mai cực kỳ phản cảm điệu cười của ông Năm Lôi, nụ cười của ông ta làm bà ta cảm thấy ghê tởm. Lý Dục Thần bước tới, đứng ở giữa ông Năm Lôi và chị Mai, tách hai người họ ra, thăm dò nói ở dưới lòng đất sao? Càng tốt, dưới lòng đất càng bất việc. Nói xong, anh cũng không khách khí, dẫn đầu đi xuống. Chị Mai đương nhiên đi theo anh. Dạ mặt ông Năm Lôi run lên, ánh mắt hung ác nhìn về phía bóng lưng của Lý Dục Thần, hỏi, a Mai, đây là bạn của bà sao? Không biết xưng hô như thế nào. Lý Dục Thần nói, tôi họ Lý, thế nào, Liễu Kim Sinh không kể cho ông nghe sao? Ông Năm Lôi giật mình, biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi, cái gì mà Liễu Kim Sinh, tôi không quen. A Mai. Người bạn này của bà thật thú vị. Đến cả đại tông sư của thành phố Dũng mà ông cũng không biết sao. Vua sòng bạc như ông có vẻ lăn lộn cũng không được tốt lắm nhỉ, Lý Dục Thần cười nhạo nói. Chị Mai bật cười thành tiếng. Ông Năm Lôi có chút xấu hổ, trong lòng đã đem 18 đời tổ tông của Lý Dục Thần lên mắng mấy lần. Ông ta nghĩ thầm, thằng nhóc thối, nói nhiều đúng không, sau này xem tôi xử cậu thế nào. Sau khi xuống dưới lòng đất, đi qua một cánh cửa khác mới bước vào sòng bạc. Bên trong có mấy chục bàn đánh bạc với nhiều kích cỡ khác nhau, loại hình gì cũng có, rất có phong thái của sòng bạc. Chẳng qua lúc này, một người đánh bạc cũng không có, chỉ có một người chia bài dựa vào bàn ngáp dài. Ông Năm Lôi nói, nơi này là sảnh cho khách hàng cá nhân, vừa mới khai trương, tạm thời chưa hoạt động. Còn các khách hàng lớn thì đều ở trong sảnh nhỏ, các người đi theo tôi. Lại đi sâu vào trong. Lòng đất mở rộng ra bốn phía, giống như một cái mê cung. Hai bên hành lang thỉnh thoảng có một vài căn phòng sắp xếp không theo quy luật, có khi là ba bốn phòng nối tiếp nhau, có khi đi một đoạn rất dài cũng không có căn phòng nào. Lý Dục Thần vừa đi, vừa cảm nhận luồng sát ý cổ xưa ngưng tụ trong tòa chiến trường cổ này. Theo luồng sát ý lan rộng, tư thế oai hùng, sóng to gió lớn trong trận chém giết hàng trăm năm trước dường như được tái hiện trong ý thức của anh. Anh biết rõ. Nơi mà ông Năm Lôi muốn dẫn bọn họ đi nhất định là mắt của sát trận. Đến lúc đó, ông ta sẽ bộc lộ ra gương mặt thật của mình. Lý Dục Thần đương nhiên không sợ, anh cũng không muốn chơi đùa cùng ông ta, chỉ là có chút hứng thú với trận pháp cổ xưa này mà thôi. Dù sao năm đó, Thích Tướng cũng là một vị tướng lớn, người ta kể rằng trong thời loạn trên biển, ngoại trừ hải tặc người Hoa, còn có hải yêu. Nếu không có yêu thú giúp đỡ thì làm sao những hải tặc người Hoa đó có thể đột phá tuyến phòng thủ hàng hải của Triều Thiên. Rất nhanh, ông Năm Lôi đã dẫn theo bọn họ đi tới cuối con đường. Ông ta vặn một cơ quan trên vách tường, cửa đá mở ra. Bên trong là một căn phòng có bày một chiếc bàn thật lớn, trên bàn đặt một bộ bài poker, nhìn qua thì đây là một bàn đánh bạc. Ông Năm Lôi nói, đến rồi, mời ngồi. Chị Mai hỏi, ông Năm Lôi. Ông dẫn chúng tôi tới đây làm gì? Ông ta cười hì hì, nói, a Mai, tôi biết bà tìm tôi làm gì. Có phải bà muốn biết sư phụ đã chết như thế nào, đúng không? Là do ông hại chết, đôi mắt đẹp của chị Mai lóe lên tia sáng lạnh lẽo, âm thanh lạnh lùng nói. Ôi, lời này không thể nói lung tung, ông Năm Lôi nói, tôi mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng tôi cũng sẽ không làm chuyện khi sư diệt tổ đó. Vậy thì là ai? Ông Năm Lôi kéo ghế ra, ngồi xuống bắt đầu thừa nước đục thả câu. A Mai, không phải tôi không muốn nói cho bà biết tôi là kiểu người có chuyện gì cũng muốn đánh cược. Một ván, bà cũng là cao thủ của thiên môn, tay của bà không chậm hơn tôi, hai người chúng ta cũng coi như là một đôi do trời đất tạo nên, bà nói có đúng không? Ông Năm Lôi cố ý dùng từ không chuẩn, biến kỳ phùng địch thủ thành trời đất tạo nên. Chị Mai cười mỉa. Nói, ông muốn đánh cược với tôi sao? Ông Năm Lôi nói, không sai, hai người chúng ta cược một ván.
nếu bà có thể thắng tôi sẽ nói cho bà biết sư phụ chết như thế nào. Chẳng qua nếu bà thua. Thua thì làm sao? Nếu bà thua, buổi tối hôm nay, bà chính là người của tôi, ông ta nheo mắt nhìn chị Mai. Ông nghĩ cái đéo gì thế, chị Mai quát. Ha ha, xem ra bà không dám đánh cược với tôi rồi. Thiên thủ Quan Âm, cũng chỉ là hư danh mà thôi, ông Năm Lôi cười mỉa, mặt mũi dữ tợn run lên, dường như đã ăn chắc chị Mai, bà không cá cược thì quên đi. Ai giết sư phụ, bà chỉ có thể tự mình đi hỏi ông ấy. Chị Mai nhíu mày, do dự một chút, nói, được, tôi đồng ý với ông. Nhưng nếu ông vì thua mà muốn đổi ý, tôi sẽ giết ông. Ông Năm Lôi cười, nói, tôi dù có nợ cái gì, thì cũng sẽ không nợ đánh cược. Chị Mai hỏi, ông muốn cược như thế nào? Ông Năm Lôi nói, chơi bài poker đi, cách chơi thì tùy bà chọn. Chị Mai liếc bài poker nhìn trên bàn, hừ lạnh, nói tôi không thể tin vào bài của ông. Ông Năm Lôi nói, tôi còn chưa hèn hạ đến mức động tay chân lên bài poker, bà có thể kiểm tra bài. Vừa nói, ông ta vừa cầm một bộ bài poker, sau khi mở ra thì nhẹ nhàng hất lên, các lá bài trượt đến trước mặt chị Mai, được xếp ngay ngắn trên bàn. Chị Mai đang định đi kiểm tra bài thì đột nhiên nghe. Thấy Lý Dục Thần nói, quá phiền phức. Chị Mai quay sang, nhìn Lý Dục Thần. Ông Năm Lôi cũng nhìn anh, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn mà nói, A Mai, bà cũng biết quy tắc, khi hai người chúng ta đánh cược, không nên để người thứ ba tham gia, phải không? Lý Dục Thần đi đến trước mặt ông ta, hỏi, vậy nếu tôi tham gia thì sao? Ông Năm Lôi nói, vậy thì sẽ phá vỡ quy tắc, cậu sẽ bị chặt tay. Còn phải móc mắt đúng không? Lý Dục Thần hỏi. Ông Năm Lôi hừ lạnh một tiếng, nếu cậu đã hiểu rõ, vậy còn nói nhảm làm gì? Tránh sang một bên. Đúng vậy, tôi vừa mới móc mắt của hai tên theo dõi, Lý Dục Thần cười nói. Trong lòng ông Năm Lôi giật mình, cậu nói cái gì? Lý Dục Thần nói, tôi nói, vừa rồi có hai người nhìn thấy thứ không nên thấy, bị tôi móc mắt. Bọn họ nói, đại ca của bọn họ là ông Năm, không biết có phải là ông hay? Không, không, không phải, không biết tại sao, trong lòng ông Năm Lôi có chút sợ hãi, làm sao có thể? Bọn họ nhất định là đang nói về người khác. Lý Dục Thần cười một tiếng, cái đó không quan trọng. Ông Năm Lôi hơi mờ mịt, không rõ Lý Dục Thần có ý gì, nếu không quan trọng thì còn nói làm gì? Khi ông ta nhìn thấy Lý Dục Thần giơ tay lên, duỗi ra hai ngón tay về phía đôi mắt của mình, trong lòng không hiểu sao sinh ra một loại cảm giác hoảng sợ. Cậu muốn làm gì? Tiếng nói của ông ta vừa dứt, thì đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng. Ông ta vẫn có thể nhìn thấy phía trước, nhưng tâm nhìn trở nên hơi kỳ lạ, việc điều chỉnh tiêu cự hình như cũng xảy ra vấn đề, xuất hiện bóng chồng. Ông ta đảo mắt theo bản năng, sau đó nhìn thấy nhãn cầu của chính mình. Nói chính xác thì là mắt trái nhìn thấy mắt phải nhìn thấy mắt trái. Hai con người vậy mà đều đã rời khỏi hốc mắt, lơ lửng trước mặt ông ta. À, ông Năm Lôi kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết của ông Năm Lôi đã thu hút thủ hạ của ông ta. Hai tên đàn ông cường tráng xông vào, đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Ma quỷ, ông Năm Lôi hét lên, giết bọn họ. Hai người đi vào cũng nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ, đôi mắt của ông Năm Lôi thoát khỏi cơ thể đang lơ lửng bên ngoài, sửng sốt trong chốc lát. Nhưng vẫn cầm dao. Lao về phía Lý Dục Thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Dục Thần nhẹ nhàng giơ tay còn lại lên, hai người nổ tung, bùm bùm, biến thành hai lồng xương máu. Đôi mắt đã rời khỏi cơ thể của ông Năm Lôi chứng kiến rõ ràng cảnh tượng này. Ông ta cực kỳ sợ hãi, toàn thân run rẩy. Lý Dục Thần nói, bây giờ chúng tôi hỏi, ông trả lời. Trả lời sai một câu. Thì cho nổ một con mắt. Nếu hai con mắt đều bị mất, thì đổi cái khác, chẳng hạn như trứng. Lời của Lý Dục Thần như một bóng ma lọt vào tai ông Năm Lôi. Ông ta vội vàng liên tục gật đầu. Ai giết sư phụ của các người, Lý Dục Thần hỏi. Liễu Kim Sinh, ông Năm Lôi trả lời. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng sắc mặt chị Mai trở nên vô cùng khó coi khi nghe được câu trả lời này. Ông có tham dự hay không? Lý Dục Thần lại hỏi. Không, không cớ, ông Năm Lôi liều mạng lắc đầu. Bùm! Một con mắt phát nổ. Ông Năm Lôi là thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là trơ mắt nhìn,
dùng nhãn cầu còn lại bất lực nhìn nhãn cầu kia nổ tung, rơi xuống đất, biến thành một đống ướt sũng nhấp nháp. Mặc dù có vẻ không đau lắm nhưng ông Năm Lôi Vân bị dọa sợ. Có, ông ta nói, nhưng tất cả đều là do Liễu Kim Sinh làm. Tôi chỉ giúp một chút thôi, đó là do ông ta ép tôi. Ông làm cái gì? Ông ta khiến tôi biến sư phụ thành một bức tượng. Ông ta nói như vậy thì sư phụ sẽ giống như tổ sư gia, có thể vĩnh viễn để người khác chiêm ngưỡng, bái tế. Ông làm rồi, làm, tôi làm, khi ông làm, sư phụ ông còn sống hay không? Sống, vẫn còn sống, ông Năm Lôi ngày càng sợ hãi, đúng quần đều đã ướt, ông ta cầu xin, đừng giết tôi. Đều là do Liễu Kim Sinh ép tôi làm, sư phụ bị ông ta phong bế kinh mạch, nhưng còn có thể nói chuyện. Sư phụ nói không trách tôi, thật đó. Sư phụ nói không trách ôi Mai. Chị Mai đã vừa đau buồn vừa tức giận đến mức không thể bình tĩnh được nữa. Tên xúc sinh nhà ông. Dao găm sắc bén đâm mạnh vào ngực ông Năm Lôi. Lý Dục Thần vốn muốn hỏi thêm mấy câu, nhưng biết trong lòng chị Mai khó chịu nên cũng không ngăn cản. Chị Mai rút ra dao găm, máu tươi phun ra, phủ kín mặt bàn. Ông Năm Lôi đã chết, chết đến không thể chết hơn, nhưng chị Mai như bị điên. Dùng hết dao này đến dao khác đâm xuống người ông Năm Lôi, mãi đến khi đem ông ta bị đâm thành một người toàn máu, mình đầy lỗ thủng. Chị Mai dường như còn chưa hết hận, lại một dao chém xuống đầu ông Năm Lôi. Sau đó, bà ta mới thở phì phò, ngồi bệt xuống đất, bật khóc. Đầu là tại tôi, nếu không phải tại tôi, Lan Môn và nhà họ Liễu sẽ không có bất kỳ quan hệ gì, sư phụ sẽ không phải chết. Hu hu hu. Lý Dục Thần thở dài. An ủi chị Mai, nén bi thương. Đừng tự trách mình, chuyện này không phải lỗi của chị. Hơn nữa, chị có bao giờ nghĩ rằng Liễu Kim Sinh rất có thể đã nhìn chằm chằm vào Lan Môn từ lâu. Chị Mai cực kỳ thông minh, lại là tự mình trải nghiệm, hiểu biết nhiều hơn Lý Dục Thần, anh có thể nghĩ đến, bà A đương nhiên cũng nghĩ đến, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Liễu Kim Sinh, bà ta ngăn lại tiếng khóc, lau đi nước mắt ở khóe mắt, giọng đầy căm hận hét. Chị Mai, chị yên tâm, tôi đã nói, bất kể là ai, tôi cũng sẽ giúp chị báo thù, Lý Dục Thần nói. Chị Mai gật đầu, ánh mắt cuối cùng cũng xuất hiện chút ôn hòa, cảm kích nói cảm ơn cậu, Dục Thần. Lúc này, chợt nghe một âm thanh nói, các ngươi không có cơ hội đó. Nơi đây chính là nơi chôn cất của các người. Bên ngoài vang lên âm thanh kéo kẹt, như tiếng ma sát của xích sắt đang lôi kéo thứ gì đó nặng nề trên mặt đất. Sau đó. Khung cảnh đột nhiên thay đổi, trên bốn bức. Tường mở ra rất nhiều cánh cửa bí mật, trong mỗi cánh cửa đều có thể nhìn thấy bóng người đang chuyển động. Lý Dục Thần hiểu rõ, trận pháp mở ra. Chị Mai cũng có nghiên cứu về trận pháp, nhất là cơ quan, trong đạo thuật Lan Môn càng là đặc biệt ghi chép. Bà ta nhìn một vòng xung quanh, nghi ngờ hỏi, khí môn trận bình thường đều có 8 cửa, tại sao ở đây lại là 12 cửa? Từ cửa truyền đến tiếng cười ha ha, đừng tưởng cậu biết chút kỳ môn thì có thể phá giải được trận pháp này. Tôi nói rõ cho cậu biết, đây không phải là trận pháp kỳ môn mà là một chiến trận chân chính. Ngoại trừ sử dụng vũ lực, không có cách nào phá bỏ. Hôm nay, có 36 cao thủ hóa kình chúng tôi canh giữ trận pháp, cho dù là tông sư cũng không thể chạy thoát. Chị Mai cau mày, nhìn về phía Lý Dục Thần. Lý Dục Thần khẽ cười, hỏi, Liễu Kim Sinh có đến không? Người bên ngoài nói, hừ, đối phó với hai người, không cần tông sư phải tự mình ra tay. Nói như vậy thì Liễu Kim Sinh không đến sao, Lý Dục Thần hơi thất vọng, xem ra còn phải đến nhà họ Liễu một chuyến, ông ta cũng quá tự tin thì phải. Hay là không có chút tự tin nào? Tên điên lớn mật, sắp chết đến nơi mà còn dám giả mồm. Vậy thì để tôi cho các người chứng kiến một chút sự lợi hại của chiến trận. Vừa dứt lời, bóng người khẽ động. Thoát ra từ một trong những cánh cửa, ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe, một luồng đao khí bén nhọn chém về phía Lý Dục Thần. Nhưng bóng người này chỉ lóe lên rồi biến mất vào một cánh cửa khác sau ánh đao đó. Bóng người trong 12 cánh cửa, một người tiếp một người bay ra, kèm theo đó là từng đòn công kích lạnh lẽo, bén nhọn từ vũ khí. Những bóng người này vừa công vừa thủ, biến hóa dựa theo trận hình, hợp thành một khối, không hề có sơ hở. 36 vị cao thủ hóa kình cộng lại tạo thành hiệu quả 1 cộng 1 lớn hơn 2, thực lực của họ cũng cao hơn rất nhiều so với tông sư. Trận pháp này quả thực có thể vây chết cao thủ tông sư. Chấm chấm chấm.
Cùng với việc kích hoạt chiến đấu trận dưới lòng đất, kiến trúc trên mặt đất cũng đang trải qua những thay đổi. Đột nhiên, rất nhiều lá cờ được dựng lên trong khu dân cư cũ có vẻ lộn xộn, lần lượt qua lại, trước sau trái phải, không ngừng di chuyển, thực sự giống như quay trở lại chiến trường cổ xưa. Ở thành cổ Uy Viễn cách đó không xa có hai người đứng trên tường thành, nhìn những lá cờ qua lại trong cổ trại. Một người cười ha ha nói, vẫn là thích tướng quân lợi hại, trận pháp này đã trải mấy trăm năm, vẫn có thể phát huy ra hiệu quả như vậy. Một người khác nói, cái này gọi là, cầm quạt cười, thuyền giặc tiêu cho tan khói. Ha 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 ha. Một người trước đó cầm trên tay một thứ gì đó giống như một chiếc điều khiển từ xa, nói có vẻ như thứ này không dùng đến. Một người khác nói, không, vẫn phải dùng đến. Đây là do tông sư dặn dò. Nhưng, ở phía dưới kia còn có tinh anh của nhà họ Liễu chúng ta. Trong lúc gia tộc hưng suy, chúng ta cũng không thể lo lắng nhiều như vậy. Bọn họ đều là chiến binh của nhà họ Liễu, trong từ đường sẽ có tên của bọn họ sẽ được con cháu nhà họ Liễu tưởng nhớ. Người đàn ông do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu, dùng sức nhấn nút trên tay. Bùm! Mặt đất rung chuyển, một đám khói bụi khổng lồ bay lên bầu trời, mà toàn bộ cổ trại đã sụp đổ. Bụi mù bốc lên từ mặt đất, ngưng tụ thành một cây nấm khổng lồ màu xám trong không khí, rất lâu không tiêu tan. Những ngôi nhà trong làn khói ngổn ngang, sụp đổ, ở khu vực trung tâm mơ hồ nhìn thấy lún xuống một cái hố sâu. Một vụ nổ mạnh mẽ như vậy sẽ khiến ngay cả cường giả võ đạo nhìn thấy tim cũng không khỏi đập nhanh. Nếu có ai đó ở trung tâm vụ nổ, cho dù là tông sư, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hai người trên tường thành im lặng nhìn nhau. Bọn họ đều là trưởng lão của nhà họ Liễu, bối phận còn cao hơn Liễu Kim Sinh, thực lực chỉ đứng sau tông sư. Nơi xảy ra vụ nổ là nơi phát tích của tổ tiên nhà họ Liễu. Về sau, thích tướng quân đến thành phố Dũng, xây dựng đồn trú, chống lại giặc Oa, nhà họ Liễu không tiếc công sức, quyên tặng toàn bộ tài sản, huy động người trong tộc và dũng sĩ địa phương giúp đỡ bảo vệ hải phận. Di tích hàng trăm năm tuổi bị phá hủy chỉ trong chốc lát, một người trong đó thở dài, cảm khái nói. Dù sao cũng vô dụng, chỉ đáng tiếc cho những tinh anh nhà họ Liễu mấy năm này, một người khác nói, may thay, nơi này cũng được coi là đất tổ của nhà họ Liễu, chôn ở đây cũng coi như chết có ý nghĩa. Tôi không hiểu, với thuốc nổ có uy lực lớn như vậy, chỉ cần đưa tên họ Lý vào đó, không nghi ngờ gì, cậu ta sẽ phải chết. Tại sao lại vẽ vời thêm chuyện, để binh sĩ nhà họ Liễu chịu chết ở bên trong đó? Đây cũng là vì muốn vẹn toàn, ở Đại hội Võ Lâm. Lý Dục Thần một kiếm chém chết tông chủ của Thiên Nhẫn Tông, võ đạo đã xuất thần nhập hóa. Nhớ đâu cậu ta phát hiện ra điều gì, chạy trốn ra ngoài trước khi vụ nổ xảy ra, mọi nỗ lực sẽ đổ sông đổ biển. Hai người đang nói chuyện, đúng lúc này, bức tường thành dưới chân họ lại rung chuyển lần nữa. Sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên, hố sâu tại nơi xảy ra vụ nổ đột nhiên nhô lên cao, một vụ nổ dữ dội hơn vừa rồi xảy ra. Nhìn khói bụi che phủ bầu trời, hai người trên tường thành nhìn nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao có thể có vụ nổ thứ hai? Có phải thuốc nổ có vấn đề gì không? Vừa rồi không phải nổ hết rồi sao? Không thể nào, đây không phải thuốc nổ bình thường, sẽ không xuất hiện vấn đề kiểu này. Hơn nữa lượng sử dụng đã được tính toán, uy lực của vụ nổ vừa rồi cũng xấp xỉ như dự kiến. Đang lúc bọn họ kinh ngạc không hiểu chuyện gì, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm trầm đục đập vào đầu óc. Giống như tiếng kêu của một loại dã thú nào đó. Sau đó, một bóng dáng màu máu đỏ sẫm bay lên trời, xuyên vào đám mây hình nấm, lại từ trên đỉnh của tầng mây chui ra, biến thành một cái bóng dài màu đỏ sẫm, xoay quanh đám mây. Đây là... Hai người hoảng sợ nhìn cái bóng dài màu máu xông qua tầng mây, không dám tin tưởng. Rồng, là rồng. Đây chẳng lẽ là giao long trong truyền thuyết mà thích tướng quân hàng phục được trong lúc bảo vệ hải phận năm xưa? Nhưng tại sao nó lại ở đây? Đúng lúc này, một tiếng rồng gầm khác vang lên, nhưng không phải từ phía cổ trại mà đến từ con sông phía xa. Hai người theo tiếng gầm nhìn lại, chỉ thấy những làn sóng bạc cao tận trời đột nhiên dâng lên từ mặt sông rộng lớn, một con bạch giao long chui ra từ trong làn sóng. Con rồng lơ lửng trên mặt nước một lúc rồi bay về phía cổ trại. Ở bầu trời phía trên cổ trại, bóng của huyết sắc long đang quanh quẩn trong bụi mù quay đầu nhìn một cái, sau đó gầm lên một tiếng, bay về phía bạch long. Hai con rồng gặp nhau, bắt đầu giao chiến trên không trung. Lúc này sắc trời đã muộn,
ánh nắng chiều đang lan rộng, mà theo hai con rồng run rẩy, mây tía ngổn ngang, những luồng ánh sáng đầy màu sắc xuất hiện, bầu trời trông thật sự rất đẹp. Vào ngày hôm nay, người dân thành phố Dũng đã nhìn thấy một kỳ quan trên bầu trời, những đám mây biến ảo, mơ hồ còn có thể nghe được âm thanh kỳ quái như tiếng của một loài thú lớn đang gầm gừ. Có người nói đó là sấm sét giữa trời trong xanh, có người nói là tiếng vang của sóng biển, cũng có người nói là tiếng gầm của rồng. Chỉ là thần long thấy đầu không thấy đuôi, không ai có thể nhìn thấy toàn cảnh con rồng, tất cả đều bị đám mây nhiều màu sắc che phủ. Mà hai người ở trên tường thành uy viễn trên đỉnh núi Chiêu Bảo lại thật sự nhìn thấy rõ cảnh tượng hai con rồng đánh nhau. Trong lúc bọn họ đang vô cùng kinh ngạc thì đột nhiên nghe thấy một tiếng huýt dài, một bóng người từ trên mặt sông phía xa chạy nhanh mà đến. Chỉ thấy ông ta băng qua mặt nước, để lại một vệt trắng trên sông, chớp mắt đã lên bờ, nhún nhẹ lên ngọn cây bên bờ rồi vọt lên theo một đường hình vòng cung, chốc lát đã cách bờ mấy trăm mét, lại nhảy lên, lại là một vòng cung khác, nếu không nhìn kỹ sẽ cho rằng người này đang bay. Chỉ trong một cái nháy mắt đã đến dưới chân thành uy viễn. Hai người trên tường thành thoạt đầu là kinh ngạc, rốt cuộc là ai có khinh công cao siêu như vậy, đợi khi người nọ đi tới gần, bọn họ mới nhận ra đó vậy mà là gia chủ của nhà họ Liễu, Liễu Kim Sinh. Liễu Kim Sinh nhẹ nhàng rơi xuống tường thành. Gia chủ, hai người hô lên. Liễu Kim Sinh khẽ gật đầu, hai vị tộc thúc vất vả rồi. Không khổ cực, chỉ là hình như xảy ra một chút lầm lỗi. Liễu Kim Sinh nhìn thoáng qua cổ trại đã nổ nát dưới núi, hỏi, người đó không có chạy thoát ra ngoài phải không? Cậu ta không có chạy ra ngoài, nhất định đã bị nổ chết. Ừ, phiền phức này cuối cùng cũng được giải quyết, trên mặt Liễu Kim Sinh hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm, ánh mắt chuyển hướng tầng mây trên bầu trời, rốt cuộc chỉ có tôi, Liễu Kim Sinh, mới có thể xưng là tông sư đứng đầu Nam Giang. Chúc mừng gia chủ, hai người đồng thời chúc mừng, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ lo lắng, chỉ về phía bầu trời phía xa, chỉ là gia chủ, hình như xảy ra chút vấn đề. Các người là nói con rồng kia sao? Liễu Kim Sinh cười ha ha một tiếng, đây không phải sai lầm, chúng ta chính là đang đợi nó. Hai người khó hiểu nhìn Liễu Kim Sinh. Ông ta bỗng nhiên lấy ra một chiếc hộp vuông màu vàng kim. Hai người vừa thấy, đột nhiên kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, sao gia chủ lại lấy ra bảo vật gia truyền của nhà họ Liễu? Hai vị tộc thúc có nhận ra đây là vật gì không? Đương nhiên nhận ra, đây là bảo vật gia truyền của nhà họ Liễu chúng ta thất trọng bảo hàm. Vậy hai người có biết, bên trong món bảo vật này lại chứa đựng bảo bối gì không? Hai người đồng thời lắc đầu. Thất trọng bảo hàm chỉ có nhiều đời gia chủ mới có thể mở ra, chúng tôi không biết. Liễu Kim Sinh gật đầu, nói, đây là bí mật truyền thừa mấy trăm năm của nhà họ Liễu. Tuy nhiên, hôm nay bí mật này có thể được công khai với các người. Năm đó Thích tướng quân bảo vệ Hải Phận, người đời cũng cho là vì đối phó giặc Oa. Nhưng nếu chỉ có giặc Oa, tại sao lại khiến cho hải phận của chúng ta không được bình yên suốt mấy chục năm? Thứ mà Thích tướng quân thật sự muốn đối phó, chính là con thú khổng lồ dưới biển. Hai con rồng mà các người nhìn thấy, chính là hai con giao long mà năm đó Thích tướng quân hàng phục được. Hai cái long hồn, một cái trong số đó là xích giao bị phong ấn trong chiến trận dưới mặt đất của cổ trại. Hai người chợt nhận ra, chẳng trách vừa rồi họ nhìn thấy bóng của một con rồng màu đỏ bay ra từ mặt đất. Dường như vụ nổ đã mở ra phong ấn, giải phóng long hồn. Vậy còn Bạch Long ở đâu? Bạch Long thì bị phong ấn ở chỗ này, Liễu Kim Sinh nhẹ nhàng vuốt ve thất trọng bảo hàm trong tay. Hả, hai người kinh ngạc, không ngờ rằng bên trong bảo vật gia truyền của nhà họ Liễu lại phong ấn một long hồn. Thất trọng bảo hàm này là vật mà năm đó Thích tướng quân được dị nhân truyền lại, chuyên môn dùng để đối phó với yêu thú. Về sau Thích tướng quân nhớ ơn đến tổ tiên nhà họ Liễu chúng ta có công trấn giữ biển cả, hơn nữa bởi vì nhà họ Liễu nhiều đời đều ở thành phố Dũng, nên đã tặng thất trọng bảo hàm cho nhà họ Liễu, để nhà họ Liễu tiếp tục trấn thủ hải phận. Khi Liễu Kim Sinh kể về những điều này, ánh sáng vàng kim tỏa ra từ bảo hàm chiếu lên mặt ông ta, dường như là vinh quang của tổ tiên trong quá khứ. Chỉ là sức mạnh của long hồn quá lớn, phàm nhân khó có thể khống chế được. Dù là nhiều đời nhà họ Liễu có cường giả tông sư, nhưng cũng không dám dễ dàng thả long hồn ra. Một khi rơi vào phản phệ, sợ là mối họa diệt tộc. Cho nên thất trọng bảo hàm này là một chiếc khóa, đòi hỏi sau khi luyện được võ hồn, đột phá tiên thiên, trở thành võ đạo chí tôn thì mới có thể mở ra. Liễu Kim Sinh nheo mắt lại,
nhìn bầu trời gió nổi mây vần, một tay nâng thất trọng bảo hàm, mà trong tay kia lại nắm hai viên hạt châu, một viên màu đỏ, một viên màu trắng. Vì ngày hôm nay, tôi đã đợi rất lâu. Hai hạt châu một đỏ một trắng, ngoài mặt phủ một lớp xương mỏng mông lung, di động trong lòng bàn tay Liễu Kim Sinh, dây dưa vào nhau như thái cực đồ. Này, chẳng phải đây là thái âm châu sao? Hai trưởng lão nhà họ Liễu kinh ngạc nhìn hạt châu trong tay Liễu Kim Sinh. Bọn họ biết hạt châu màu trắng này, nó có tên là thái âm châu, đồng thời cũng là bảo vật gia truyền của nhà họ Liễu, là bảo vật quan trọng trong công pháp truyền thừa của nhà họ Liễu. Con cháu nhà họ Liễu luyện võ công đến trên hóa kình sẽ có thể sử dụng thái âm châu khi bế quan, giúp tăng trưởng công lực. Đây là bí mật bất truyền của võ đạo nhà họ Liễu. Mọi người chỉ biết nó gọi là thái âm châu, chứ không biết lai lịch đúng không? Liễu Kim Sinh cười hỏi lại, thật ra, đây chính là long đan của con bạch giao long kia. Nói vậy, một viên khác. Chính xác, một viên khác là viên hỏa long châu đã bị mất của đảo Cửu Long. Gia chủ, này. Ha 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 ha, hỏa long châu là do tôi trộm, mọi người đều là trưởng lão nhà họ Liễu, tu vi võ đạo cũng xem như là nổi bật, hẳn các người đều biết, công pháp nhà họ Liễu phối hợp với thái âm châu sẽ trở nên quá mức âm nhu. Sau khi đến tông sư, âm hàn quá thịnh làm tổn thương đến bản thể. Bởi vậy, từ xa xưa đến nay, trước tôi, không một ai có thể đột phá tiên thiên, luyện được võ hồn. Các đời gia chủ đều trăng trối. Nhất định phải tìm được thứ khắc chế hàn khí thái âm. Mà thứ khắc chế được thái âm châu trực tiếp nhất và sẵn có nhất chính là hỏa long châu. Vì chuyện này, tôi đã mưu tính rất lâu. Trời cao không phụ lòng người, cuối cùng tôi cũng đạt được ước muốn, đột phá cửa ải võ đạo tiên thiên. Chúc mừng gia chủ, hai vị trưởng lão đồng thời chúc. Mọi người nhất định thấy rất kỳ quái, vì sao hiện tại tôi lại nói ra. Trên mặt Liễu Kim Sinh hiện lên vẻ đắc ý. Lúc trước băn khoăn đến thực lực đảo Cửu Long, cho nên tôi tung ra rất nhiều lời đánh lạc hướng. Nhưng bây giờ, tôi đã là tông sư đệ nhất Nam Giang, lại có hai con rồng trong tay, ai còn dám tranh đoạt với tôi chứ? Chỉ là đảo Cửu Long, tính là cái thá gì? Huống hồ, hồn xích giao này vốn bị trấn áp tại cổ trại nhà họ Liễu, hỏa long châu tất nhiên là đồ vật của nhà họ Liễu. Tôi cầm nó về, cũng là vật về chủ cũ. Liễu Kim Sinh ném hai hạt châu lên không trung. Rơi vào trong mây. Chợt có hai tiếng long hồn rít gào truyền ra từ trong mây, tầng mây mở rộng, hai con rồng ngậm hạt châu bầu bạn bay đi. Liễu Kim Sinh cầm thất trọng bảo hàm ném ra ngoài. Hộp mở ra từng tầng từng lớp, biến thành bảy cái lớn nhỏ không đều. Bảy hộp tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ. Hai con rồng gầm thét lao về phía bảo hàm. Bảo hàm đột nhiên tản rộng ra, hối hả xen kẽ trên dưới trái phải trên không trung. Thoạt nhìn chẳng hề có quy luật, nhưng nếu có người hiểu được kỳ môn trận pháp sẽ lập tức nhận ra, vị trí biến hóa của bảy cái hộp tạo thành một trận pháp đặc biệt. Hai con rồng bị vây trong trận, bay qua bay lại. Trận pháp bắt đầu co lại, hai con rồng lại không thể xông ra khỏi trận pháp, bóng dáng bị thu nhỏ theo. Chỉ chốc lát sau, chúng liền chui vào trong long đan của mình. Long đan lại rơi vào cái hộp nhỏ nhất. Tiếp đó, bảy hộp đồng thời thu hẹp. Cái nọ lồng lấy cái kia, bọc vào cùng một chỗ, biến trở lại hình dáng ban đầu của thất trọng bảo hàm, rơi xuống tay Liễu Kim Sinh. Chúc mừng gia chủ bắt được hai rồng, từ đây vô địch thiên hạ. Liễu Kim Sinh cười ha ha. Ha 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 ha, cuối cùng nhà họ Liễu ta cũng quang tông diệu tổ trong tay tôi, từ giờ bước ra khỏi thành phố Dũng. Cái gì mà tông sư đệ nhất Nam Giang? Liễu Kim Sinh tôi là đệ nhất Hoa Hạ. Không, là đệ nhất thiên hạ. Ha 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 ha. Ông ta đang cười lớn, chợt nghe thấy một tiếng nói. Tôi thấy ông là da mặt dày đệ nhất thiên hạ ấy. Liễu Kim Sinh lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn, chợt thấy có một nam một nữ đứng ở một đầu khác của tường thành, là Lý Dục Thần và Nhất Chi Mai. Hai vị trưởng lão khiếp sợ các người, sao các người ra ngoài được? Lý Dục Thần đáp, tôi thật sự chẳng thể ngờ mấy người lại chôn thuốc nổ dưới mặt đất. Đáng tiếc, đám các người quá keo kiệt, chỉ chôn có chút ít. Nếu chôn nhiều thêm 30, 50 tấn, tôi muốn ra ngoài thực sự phải tốn chút sức lực. Nhớ rút ra bài học, sau này làm việc đừng có quá keo kiệt. Lời này của anh thoạt nghe như thể đang trêu chọc bọn họ, nhưng hai trưởng lão nhà họ Liễu lại lạnh cứng ngắc cả người. Một tấn thuốc nổ cộng thêm địa hình đặc thù, phát nổ dưới mặt đất, thế mà còn trốn ra được, không hề hấn gì. Còn bảo chôn thêm 30, 50 tấn.
Đây là người hả? Ba mươi mấy người vây công tôi đều là con cháu nhà họ Liễu hả? Võ công không tệ lắm, có mấy người còn rất trẻ, là hạt giống luyện võ tốt. Đáng tiếc, Lý Dục Thần còn nói. Sắc mặt Liễu Kim Sinh liên tục thay đổi, ông ta lạnh lùng nhìn Lý Dục Thần và chị Mai, không nghĩ tới, như vậy mà các người cũng chạy ra được. Chị Mai lạnh giọng đáp, Liễu Kim Sinh, ông đối xử với người của mình còn ác như vậy, quả thực là súc sinh. Lúc đầu tôi thật sự mắt mù, sao lại vừa ý tên súc sinh như ông chứ? Liễu Kim Sinh không tức giận, ngược lại cười nói, A Mai, bà sai rồi. Bà vừa ý tôi chứng tỏ bà thật tinh mắt, làm chuyện lớn, nào có ai không ác. Tôi là gia chủ nhà họ Liễu, một đời tông sư, còn muốn làm người đứng đầu võ đạo Hoa Hạ. Bà đi theo tôi có gì mà không tốt? A Mai, tôi vẫn giữ câu nói cũ, chỉ cần bà bằng lòng quay trở về bên cạnh tôi, chuyện trước kia tôi sẽ không so đo. Bà vẫn là tình cảm chân thành của tôi. Trong lòng chị Mai buồn nôn, gắt gỏng mắng, phì. Tôi yêu một con chó cũng sẽ không yêu ông. Ông đến cả súc sinh cũng không bằng. Tôi hỏi ông, sư phụ tôi với ông không oán không thù, tại sao ông lại phải giết bà ấy? Liễu Kim Sinh bị chị Mai mắng là chó, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, sư phụ bà. Bà đang nói đến con gái điếm Nam Hải Đường kia hả? Chị Mai giận dữ, ông dám mắng sư phụ tôi. Liễu Kim Sinh cười ha hả đáp, ha ha ha, sư phụ. Bà biết bà ta là loại người gì không? Bà sẽ không quên ban đầu là ai bảo bà đến nhà họ Liễu trộm đồ chứ? Là ai nói cho bà nhà họ Liễu có thất trọng bảo hàm? Chị Mai sững sờ, hồi tưởng lại chuyện cũ, hình như đúng là sư phụ nói cho bà ta nhà họ Liễu có thất trọng bảo hàm, còn nói không ai trộm được, nên mới dẫn tới tính hiếu thắng của bà ta. Ông có ý gì? Trước bà, Nam Hải Đường sớm đã từng đến nhà họ Liễu ăn trộm thất trọng bảo hàm, chỉ có điều đều bị tôi bắt tại trận. Về sau, tất cả mọi chuyện đều có phần của bà ta. Bà nói tôi là súc sinh, vậy người sư phụ kia của bà càng không bằng cầm thú. Bà ta không những là kẻ trộm, còn giết người như ngoé. Nữ đệ tử dưới tay bà ta ai ai cũng xinh đẹp như hoa, nhưng tất cả đều là công cụ thực hiện mà bà ta nuôi, nếu không đưa cho quan lại quyền quý thì cũng tiễn vào mộ phần. Lúc bà ta với tôi thông đồng với nhau, bà còn chưa bước vào cổng lớn nhà họ Liễu đâu, cũng là bà ta giới thiệu bà cho tôi. Ông nói láo, chị Mai không hề tin. Tôi biết bà không tin, nhưng bà là người thông minh, thử cố gắng nhớ lại xem, bà sẽ biết điều tôi nói không phải giả. Liễu Kim Sinh nhìn chị Mai, nói tiếp, chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, bàn về kỹ thuật trộm cắp, bà A quả thực là hạng nhất vào thời điểm đó, tôi chưa từng thấy có kẻ trộm nào giỏi hơn bà ta. Nói cho bà vậy, Hỏa Long Châu cũng do bà ta trộm được. Chị Mai nhíu mày. Liễu Kim Sinh cười lạnh, đảo Cửu Long là nơi nào chứ, bà cũng không nghĩ kỹ lại đi. Lần bà trộm Mỹ Nhân Châu, nếu không phải tôi dẫn cao thủ đảo Cửu Long đi, bà nào có trộm được trôi chảy như vậy. Mà khi hai chúng ta hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của đảo Cửu Long, lúc này mới giúp Nam Hải Đường thuận lợi lấy được Hỏa Long Châu. Nói bậy, tại sao sư phụ phải giúp ông? Bởi vì người kia muốn có được Long Hồn, Liễu Kim Sinh đáp, hẳn bà cũng biết. Trong bí thuật của Lan Môn có một môn mị thuật, chính bà cũng từng luyện qua. Nhưng chỉ sợ bà không biết rằng, mị thuật chỉ là công phu tầng cạn, trong bí thuật Lan Môn, luyện mị thuật đến cảnh giới tối cao được gọi là nhiếp hồn thuật. Học, xong nhiếp hồn thuật có thể thu hút cả hồn phách người khác, cũng có thể ngự thú khống hồn. Nhà họ Liễu có Long Hồn, mà Lan Môn có nhiếp. Hồn thuật, đây chính là cơ sở hợp tác giữa tôi với sư phụ Nam Hải Đường của bà. Nghe đến đó, khuôn mặt nhất chi Mai chật vật rơi lệ. Sư phụ bà ta kính yêu nhất lại là người khởi xướng tất cả. Các người đã hợp tác, tại sao còn muốn giết bà ta, nhất chỉ Mai hỏi lại. Tham, bà ta quá tham lam, Liễu Kim Sinh lớn tiếng nói, nếu không phải nhiếp hồn quyết Lan Môn chỉ có nữ mới học được, tôi cần gì phải hợp tác với bà ta. Vốn đã thảo luận xong xuôi, đợi tôi mượn Hỏa Long Châu cân bằng khí thái âm rồi đột phá tiên thiên xong, tôi sẽ đưa Hỏa Long Châu cho bà ta. Nhưng lòng tham bà ta không đáy, thừa dịp tôi tham gia đại hội võ lâm tại Tiền Đường, bà ta đến nhà họ Liễu trộm đi thất trọng bảo. Hàm, còn định tới cổ trại thả xích dao ra. May mắn trước khi đi tôi đã chuẩn bị sẵn, thả ra bảo hàm giả, nếu không thì sẽ gây ra họa lớn. Nếu xích dao bị bà ta thả ra, một khi mất khống chế, thành phố Dũng sẽ xảy ra sinh linh đổ thán. Liễu Kim Sinh tôi trở thành tội nhân thiên cổi. Liễu Kim Sinh nói mà lòng đầy căm phẫn.
như thể Nam Hải Đường làm ra chuyện tội ác tày trời không có tính người, mà ông ta là anh hùng cứu vớt dân chúng thành phố Dũng. A Mai, quay trở về bên cạnh tôi đi. Mặc dù tôi từng lừa bà, nhưng tình cảm của tôi đối với bà là thật. Nếu không phải có tôi che chở, bà cũng không thể yên ổn sống tại thành phố Hòa đến hiện tại. A Mai, trở về, chỉ cần bà ở bên cạnh tôi, sau này bà không cần sợ gì cả. Tôi là người đứng đầu võ đạo Hoa Hạ, bà chính là đệ nhất phu nhân. Phi, Nhất Chi Mai mắng mỏ, thật không ngờ ông chẳng những ích kỷ mà còn không biết xấu hổ như vậy. Nhìn ông nhiều thêm một lần, tôi lại buôn nôn một lần. Tôi sớm đã bảo ra mặt ông ta dày nhất thiên hạ rồi, Lý Dục Thần nói. Liễu Kim Sinh cười lạnh, A Mai, chẳng lẽ bà Châu già gặm cỏ non, thích tên họ Lý này đấy chứ? Bà đừng quên, anh ta đã đính hôn, bà vừa lòng người ta, nhưng người A chưa chắc đã vừa lòng bà đâu. Nhất Chi Mai tức giận không mắng nên lời, bà ta siết chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy, nước mắt trong mắt sớm đã bị lửa giận hong khô, chỉ còn lại tia máu màu đỏ. Nhìn dáng vẻ tức giận của bà ta, Liễu Kim Sinh đắc ý nở nụ cười. Lý Dục Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng chị Mai, an ủi chị Mai, đừng nghe ông ta nói bậy. Ông ta đùn đẩy trách nhiệm cho một người chết, sư phụ bà chưa chắc là người như ông ta nói. Chị Mai nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhiều chút ấm áp, thấp giọng nói, Dục Thần, giúp tôi giết ông ta. Lý Dục Thần đáp, được. Anh bước lên trước hai bước, ngăn chị Mai ở sau người. Quay mặt về phía Liễu Kim Sinh, nhà họ Liễu có công bảo vệ vùng biển của Hoa Hạ, tôi vốn không muốn giết ông. Nhưng người như ông thực sự đáng chết, đã đến mức không giết không được. Liễu Kim Sinh cười ha ha đáp, Lý Dục Thần, cậu thật sự coi mình là tông sư đệ nhất Nam Giang đấy à? Đừng cho là tôi không nhìn ra, cậu có thể giết Itazura trong một đao, bởi cậu vốn không hề dùng công phu võ đạo. Thứ cậu dùng chỉ là tà thuật méo mó mà thôi. Nếu trước, kia... tôi còn e ngại cậu mấy phần, nhưng hôm nay... Ông ta giơ thất trọng bảo hàm trong tay lên. Tôi có hai con rồng trong tay, tôi không sợ cậu. Hoa Hạ mênh mông, mình tôi vô địch, họ Lý, chịu chết đi. Dứt lời, ông ta ném thất trọng bảo hàm lên không trung. Hộp mở ra từng tầng, bảy cái hộp bay thành một loạt, trong hộp cuối cùng bay ra hai hạt châu một đỏ. Một trắng, chúng quấn quanh, lăn tròn trên không trung, như thể mặt trăng với mặt trời. Chỉ chốc lát sau, chúng hóa thành hai bóng rồng bay vòng vòng. Thủ quyết của Liễu Kim Sinh biến ảo, miệng lẩm bẩm, hô lên, đi. Hai con rồng rít gào bay về phía anh. Lý Dục Thần không hề hoang mang, trong tay xuất hiện một gậy như ý. Anh nhẹ nhàng vung lên, sương mù răng đầy, tử vân chợt hiện. Tử vân và mây mù lượn lờ trước người anh, nắng chiều chiếu rọi, mây tía mịt mù, hào quang chói lọi, khiến dáng màu nơi cuối chân trời trở nên ảm đạm. Hai bóng rồng lao tới, những đám mây tía kia lập tức tụ lại, bao vây. Hai rồng quấy động, đảo loạn tử vân, lại muốn lao. Xuống. Gậy như ý của Lý Dục Thần lần nữa vung lên, tử vân tiếp tục sinh ra, hội hợp với tử vân hồi nãy, lại bao lấy hai con rồng. Cứ thế, tử vân càng ngày càng nhiều, đám mây càng ngày càng dày. Hai con rồng vặn vẹo giãy giụa trong đám mây, lúc thấy đầu rồng, khi thấy đuôi rồng. Nhưng từ đầu đến cuối chúng vẫn không thể phá tan mây mù. Liễu Kim Sinh vô cùng sốt ruột, không ngờ hai long hồn lại bị một cây gậy như ý nho nhỏ của Lý Dục Thần vây khốn. Lúc này ông ta hơi hối hận, nhiếp hồn thuật lan môn chỉ có Nam Hải Đường học đến cảnh giới tối cao. Giết chết Nam Hải Đường, ông ta chỉ có thể dùng thất trọng bảo hàm khống chế long hồn. Trên thất trọng bảo hàm có chú văn thần kỳ, đồng thời có chú ngữ để khống chế, nhưng nhà họ Liễu chủ yếu truyền lại võ đạo. Ông ta chỉ học được chút ra lông loại chú thuật này. Vốn cho rằng hai con rồng vừa xông ra, ông ta sẽ không có địch thủ tại Hoa Hạ, giết một tên Lý Dục Thần còn không phải chuyện nhỏ, nhưng không nghĩ tới Lý Dục Thần chỉ phất tay liền vây lấy hai long hồn. Liễu Kim Sinh không biết anh dùng pháp thuật gì, nhưng ông ta biết, khi một người đang thi pháp, nhất định không thể phân tâm. Hai vị tộc thúc, lúc này không lên thì còn chờ đến khi nào, ông ta nói. Hai vị trưởng lão nhà họ Liễu như vừa mới tỉnh mộng, lập tức lao về phía Lý Dục Thần. Hai người đều là cao thủ hóa kình đỉnh phong, nếu đồng thời ra tay, uy lực tất không nhỏ. Đáng tiếc, trước mặt Lý Dục Thần, bọn họ chẳng khác gì châu chấu đá xe. Anh nhẹ nhàng vung tay lên, hai người liền bay ngược ra ngoài, đâm vào tường thành, biến thành bánh thịt.
Liễu Kim Sinh vốn không hề trông cậy vào hai vị tộc thúc giết được Lý Dục Thần, ông ta chỉ lợi dụng bọn họ để khiến anh phân tâm. Lúc bọn họ ra tay, ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thừa dịp Lý Dục Thần chuyên chú đánh nhau với long hồn trên bầu trời, cộng thêm hai trưởng lão quấy nhiễu anh, Liễu Kim Sinh tận dụng thời cơ. Ông ta rút ra một đoạn kiếm từ bên hông, ngưng tụ công lực suốt đời, đâm một kiếm về phía Lý Dục Thần. Sau khi Liễu Kim Sinh đột phá đỉnh cao võ học, đây là kiếm đầu tiên ông ta sử dụng ra toàn bộ tuyệt học nhà họ Liễu. Vì sao một đao của Lazura Kazuyoshi lại lợi hại? Không phải vì cảnh thật sự của Lazura Kazuyoshi cao hơn bọn họ nhiều ít, mà lúc thi triển ra một đao kia, ông ta bị đồn vào tử địa, toàn lực ra tay, không hề giữ lại. Một cao thủ tông sư, đặc biệt là đại tông sư luyện được võ hồn, nếu bọn họ không màng đến sinh tử, không để lại đường lui, một kiếm ngưng tụ công lực suốt đời chắc chắn rất đáng sợ. Uy lực của một kiếm này không kém hơn một đao của Lazura Kazuyoshi bao nhiêu. Tất nhiên, Itazura Kazuyoshi không giết được Lý Dục Thần, Liễu Kim Sinh cũng không chờ mong một kiếm này của mình có thể giết anh. Nhưng chỉ cần một kiếm này làm anh phân tâm, để hai long hồn thoát vòng vây, Lý Dục Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là mưu tính của Liễu Kim Sinh. Kiếm khí hình thành, sát ý ngưng tụ, một kiếm đánh ra. Một kiếm này mang theo uy thế vô song, sát ý vô cùng. Ngay cả gạch trên tường thành cũng vỡ ra, lũ lượt bay xuống như trời mưa. Mà hồi nấy, hai vị tộc thúc của ông vừa mới đâm thành bánh thịt trên tường thành, máu tươi nhiễm đỏ. Gạch tường, thế là gạch vỡ rơi xuống như mưa kia cũng mang màu máu. Dưới trời chiều, tường thành uy nghi dường như rơi xuống một trận mưa máu. Trên mặt Liễu Kim Sinh lóe lên ý cười. Tại thời khắc, vô cùng khẩn cấp, có thể đánh ra một kiếm mạnh mẽ và hoàn mỹ như vậy, ông ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Đây là lần đầu tiên ông ta dùng hết toàn lực sau khi bước vào tiên thiên. Thậm chí, ông ta có cảm giác, nếu ông ta có thể dùng ra một kiếm như vậy trên đại hội võ lâm, ông ta sẽ không thua Itazura Kazuyoshi. Kiếm khí gào thét lao đến gần Lý Dục Thần. Anh chỉ có nước bị kiếm khí đâm xuyên, hoặc chạy trốn, hoặc ngăn cản. Nếu Lý Dục Thần chạy trốn hay ngăn cản, anh chắc chắn sẽ phải phân tâm. Hai long hồn sẽ thoát khỏi vòng vây, lập tức cắn nuốt anh, thậm chí còn nhanh hơn cả kiếm. Liễu Kim Sinh cảm thấy, bất luận Lý Dục Thần làm thế nào cũng khó thoát khỏi cái chết. Trời chiều rơi xuống, chân trời có hàng ngàn tia nắng đỏ rực. Trên đỉnh núi Chiêu Bảo, thành cổ uy viễn được mây tím trên bầu trời bao quanh, trong mây như có thần long bay múa. Trên tường thành, một người đứng vững, tùy ý buông thống tay. Một người khác khom người lao về phía trước như một hư ảnh, đâm một kiếm tới. Kiếm khí ngưng tụ thành xương, tường thành nứt ra, vô số tảng đá bay tán loạn. Một màn này, nếu có người ghi chép lại, nhất định sẽ là cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Ngay cả chính Liễu Kim Sinh, trong khoảnh khắc đó cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Đáng tiếc, khung cảnh anh hùng cái thế như thế mà không có ai nhìn thấy. Kiếm khí đã đâm rách hư không, đi đến trước ngực. Lý Dục Thần, chỉ cần tiếp tục tiến lên một chút nữa thôi là anh sẽ đẫm máu tại chỗ. Đúng lúc này, thân hình Liễu Kim Sinh bỗng nhiên trì trệ, giống như cả người ông ta và cả kiếm khí đều bị đâm. Vào bông vậy, trước mắt bị màn sương màu tím mông lung che kín, cái gì cũng không nhìn thấy. Liễu Kim Sinh quá mức sợ hãi, vội vã lui về sau, mới phát hiện ra ở trước người Lý Dục Thần có một đám mây màu tím vắt ngang qua. Một kiếm kinh thiên động địa vừa rồi của ông ta đã đâm vào đám mây này. Ông ta có nghĩ thế nào cũng không hiểu được, đám mây này nhìn qua cũng chỉ là một đám sương mù mà thôi, sao lại có thể ngăn cản kiếm của ông ta được. Lý Dục Thần, cậu dùng tà thuật gì vậy, Liễu Kim Sinh cả kinh kêu lên. Tà thuật, Lý Dục Thần cười ha ha. Ngay cả pháp thuật tiên gia chính tông mà ông còn không nhận ra, còn nói bừa cái gì mà là người số một hoa hạ. Tôi nói ra mặt ông dày số một cũng không sai mà. Không có khả năng, khuôn mặt Liễu Kim Sinh vặn vẹo hẳn lên, điên cuồng gào thét, không có khả năng. Làm sao cậu có thể là tiên được? Nói hưu nói vượn, tôi mới là tia có hai con rồng. Giết cậu ta, giết cậu tan. Hai long hồn dường như nghe được giọng nói của ông ta, kịch liệt giấy giụa trong tầng mây. Truyền đến từng tiếng gào thét. Lý Dục Thần cười lạnh nói, ngay cả rồng thật tôi còn từng nhìn thấy rồi, sao lại phải sợ linh hồn hai con giao long này chứ? Hôm nay, tôi sẽ cho ông được mở.
mang kiến thức về sự lợi hại của long hồn, cũng để ông được biết cái gì gọi là ngự long thuật. Vừa dứt lời, anh liền lẩm nhẩm chú ngữ, ngón tay bấm niệm pháp quyết, chỉ lên trên tầng mây xa xa. Tầng mây bỗng nhiên nổ tung, ánh sáng màu tím lan tràn khắp nơi. Chỉ còn lại hai long hồn chập trùng xoay quanh bên trong ánh sáng màu tím đầy trời. Bộ ống nhiên, hai con rồng phát ra hai tiếng gầm trầm thấp mà kéo dài, bỗng nhiên hướng đầu rồng xuống, lao. Về phía Liễu Kim Sinh. Liễu Kim Sinh nghẹn ngào kêu to a một tiếng, liền cảm giác được có bóng rồng to lớn đập vào mặt, một lực lượng cường đại trước nay chưa từng có xé rách không gian trước mắt ông ta, cũng xé rách thân thể và linh hồn của ông ta. Liễu Kim Sinh biến mất, tan vỡ thành bụi bặm trong không gian vỡ vụn. Lý Dục Thần lại vung tay lên, thu hồi những đám mây màu tím đang tản mát lại. Hai long hồn xoay một vòng, lại biến trở về thành hai hạt long châu, một trắng một đỏ lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng màu tím trên trời tản đi. Phía tây mặt trời lặn xuống núi. Sắc trời tối xuống. Tất cả mọi chuyện ở thành Uy Viễn đã kết thúc. Leng keng một tiếng, một cây đoản kiếm rơi xuống tường thành bằng gạch phát ra tiếng vang lanh lảnh. Bảy cái hộp trên bầu trời cũng rơi nhanh xuống. Lý Dục Thần vẫy tay một cái, những cái hộp từng kia lần lượt bay vào trong tay anh, chồng lên nhau, biến thành một cái hộp vuông. Anh nâng hộp vuông ở trong lòng bàn tay xem xét tỉ mỉ. Chỉ thấy cái hộp này có màu vàng óng ánh, giống như là dùng vàng ròng để chế tạo, mặt ngoài khắc đầy chú văn. Bốn mặt hộp đều có bốn cái khóa nhỏ bằng vàng, bên trên khóa vàng cũng khắc chú văn. Đây chính là thất trọng bảo hàm mà chị muốn trộm năm đó sao, Lý Dục Thần hỏi. Chị Mai khẽ gật đầu nói, khi đó chỉ nghe nói là bảo. Vật gia truyền của nhà họ Liễu, đồ vật bên trong có giá trị cực lớn, không nghĩ tới sẽ là phong ấn long hồn. Hồi tưởng lại chuyện cũ, trong lòng chị Mai có chút khó chịu. Không nghĩ tới mình lại bị người ta lừa nhiều năm như vậy. Lý Dục Thần cẩn thận quan sát chú văn bên trên cái hộp, nói cái này đúng là một bảo vật đấy. Nói rồi anh nhẹ nhàng chạm ngón tay lên trên cái hộp. Niệm một câu chú, bốn cái khóa trên hộp lập tức mở ra. Anh mở nắp hộp ra, bên trong là một cái hộp thứ hai. Giống như cái thứ nhất, mặt ngoài của nó khắc đầy phù chú, bốn phía có bốn cái khóa. Lý Dục Thần lại niệm chú mở khóa, mở nắp cái hộp thứ hai ra, bên trong là cái hộp thứ ba. Cứ lặp đi lặp lại như thế, thẳng đến khi mở nắp cái hộp thứ sáu ra, bên trong chính là bảo hạp tầng thứ bảy. Cái hộp thứ bảy không có thêm khóa. Cho nên không cần niệm chú cũng có thể mở ra. Lý Dục Thần vẫy tay một cái, hai hạt long châu rơi vào trong tay anh. Anh đặt hạt châu màu trắng vào bên trong cái hộp thứ bảy, sau đó đậy nắp hộp lại từng tầng. Cuối cùng đưa bảo hạp tới trước mặt chị Mai. Chị Mai kinh ngạc nói, đưa cho tôi làm cái gì? Lý Dục Thần cười nói, năm đó không phải chị muốn trộm mà không được sao? Bây giờ đang ở trước mặt chị đớ. Chị Mai thở phì phò nói, không cần, đồ của nhà họ Liễu, tôi không muốn đụng vào. Nhớ tới Liễu Kim Sinh, tôi liền cảm thấy buồn nôn. Thất trọng bảo hàm này tuyệt đối không phải đồ của nhà họ Liễu, Lý Dục Thần nói, ngược lại là có chút giống với thất bảo hàng long cháo trong truyền thuyết. Tôi đoán năm đó lúc chống giặc Oa ở biển đã từng có hải giao vào bờ, không biết thích tướng quân đã lấy được bảo bối này từ chỗ nào để hàng phục hải giao, sau đó giao cho nhà họ Liễu bảo vệ. Vậy tôi cũng không cần, chị Mai vẫn cảm thấy tức giận. Lý Dục Thần đột nhiên hỏi, lan môn của chị thật sự có nhiếp hồn thuật. Chị Mai ngẫm nghĩ rồi nói, nữ đệ tử lan môn đều phải học mị thuật. Trước kia tôi nghe sư phụ nói nếu mị thuật học đến cảnh giới cao nhất thì sẽ có thể nhiếp hồn phách, đại khái chính là nhiếp hồn thuật mà Liễu Kim Sinh nói đi. Chỉ là mị thuật là nỗi hổ thẹn của người trong giang hồ, cho nên lúc ấy tôi cũng không coi ra gì. Bây giờ Lý Dục Thần mới hiểu được trên người chị Mai đúng là có một vẻ quyến rũ, không phải là do trời sinh, nhưng mỗi một động tác tư thế nét mặt đúng là có thể khiến người ta mê muội, hóa ra là học mị thuật. Xem ra thứ được lưu truyền trên giang hồ này cũng không thể khinh thường. Nếu tính ngược ngọn nguồn thì cũng đều là 3000 đại đạo. Ví dụ như mị thuật này tính sâu xa hơn thì cũng chỉ là ảnh hưởng đến tâm hồn của người ta thôi, có điều người trên giang hồ lại dùng lệch lạc, chuyên để mê hoặc sắc tâm. Nếu như đến cảnh giới cao thâm đúng là có thể nhiếp hồn đoạt phách, cưỡi rồng cưỡi phượng. Chị Mai trời sinh quyến rũ, lại có căn cơ, loại công pháp này rất thích hợp với bà ta. Nếu như học tập đúng phương pháp cũng có thể có thành tựu lớn.
Lý Dục Thần vẫn luôn quan tâm đến tương lai của người bên cạnh mình, bây giờ Mộng Đình và Đinh Hương đều đã vào con đường tu hành, chỉ là cơ sở quá nông. Mà người giống chị Mai có võ nghệ cao cường, trước mắt cũng chỉ có thể chậm rãi đột phá trên võ đạo, còn không có cơ duyên để trực tiếp nhập đạo. Hôm nay biết được nhiếp hồn thuật, anh cảm thấy đó chính là một cơ duyên để dẫn dắt chị Mai đi lên con đường tu hành. Chị đã học hết công pháp nghị thuật chưa? Lý Dục Thần hỏi. Chỉ học được mấy thứ qua loa, chị Mai cau mày nói, tôi không thích cái này lắm, cho nên không chăm. Chỉ học hành gì? Lý Dục Thần biết chị Mai đang suy nghĩ cái gì, cười nói, cái tên mỹ thuật không dễ nghe, dùng nhiếp hồn thuật thích hợp hơn một chút. Chị hãy thử suy nghĩ lại xem, sư phụ chị có từng dạy chị mấy loại công pháp như kiểu ca quyết hay không? Chị đã có cơ sở, có thể lĩnh hội, học thành rất tốt, thất bảo hàng long cháo này vừa vặn có thể để chị sử dụng. Chị Mai cũng hiểu được ý tốt của Lý Dục Thần, biết cơ hội này hiếm có. Bà ta ngẫm nghĩ, nói ra tôi cũng đã từng học ca quyết, cũng có thể nhớ được. Chỉ là... Bà ta bỗng nhiên đỏ mặt lên, chỉ là không luyện tốt lắm. Lý Dục Thần biết thứ được truyền thừa trên giang hồ kiểu gì cũng sẽ thoát khỏi công pháp đại đạo, thay đổi bản chất mới khiến cho người ta tưởng nhầm là tà thuật. Không có việc gì, sau này trở về tôi sẽ giúp chị ngẫm lại, lấy ngộ tính của chị, nhất định có thể luyện đến cảnh giới cao nhất. Thất trọng bảo hàm và bạch long đan hồn này vốn có duyên với chị hãy cầm lấy đi. Chị Mai nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu, khế ừ một tiếng rồi nhận lấy bảo hạp. Về phần hỏa long châu này, tôi vẫn muốn mang đến đảo Cửu Long. Chuyện đã đồng ý với người ta rồi thì tôi phải làm cho xong. Chỉ là bây giờ bên trong Long Châu đã có thêm một con long hồn, không biết đảo chủ đảo Cửu Long còn dám nhận hay không. Trên núi Chiêu Bảo, cách thành Uy Viễn không xa có một ngôi chùa cổ, tên là chùa Bảo Đà. Trong chùa chỉ có hai hòa thượng một già một trẻ. Ngày đó lão hòa thượng Hải không đang ngồi tụng kinh trong phòng phương trượng, tiểu hòa thượng Bình Ba thì ở ngoài cửa quét rác. Chợt nghe thấy một tiếng ầm vang vọng, phòng ốc đều run lên. Bình Ba vứt bỏ cái chổi, chạy vào phòng phương trượng, kêu, sư phụ, mau chạy thôi, có động đất. Lão hòa thượng không nhúc nhích, bình tĩnh nói, không được hoảng hốt, xác nhận xem chỗ nào dưới núi đang nổi. Tiểu hòa thượng nói, để con đi xem một chút. Cậu ta đang muốn chạy ra bên ngoài, mặt đất lại run lên, những tiếng vang ầm ầm đồng thời truyền đến, bên trong tiếng vang còn kèm theo một tiếng gầm rú kỳ quái. Tiểu hòa thượng đang cảm thấy khó hiểu, lão hòa thượng đột nhiên kinh hãi, kêu lên, Bình Ba, mau ra đình tỏa giao phía sau xem sao. Tiểu hòa thượng đáp một tiếng, đi ra từ cửa sau ngôi chùa. Sau một lúc lâu, cậu ta vội vã chạy về, hoảng sợ nói, sư phụ, không xong rồi. Đình tỏa giao sập rồi. Hải không đứng dưới mái nhà cong bên ngoài phòng phương trượng, đưa mắt nhìn lên hư không xa xa, niệm một tiếng A-di-đà Phật. Tiểu hòa thượng cho rằng ông ta không nghe thấy, nhắc lại, sư phụ, đình tỏa giao sập rồi. Hải không thở dài, nói phải có ngày sập. Sập thì sập đi, dù sao cũng. Ông ta còn nói, sập hay lắm, sập hay lắm. Tiểu hòa thượng Bình Ba cái hiểu cái không, hỏi, sư phụ. Vì sao sập lại hay? Hải không nói, sập, chúng ta sẽ có thể đi. Đi, đi chỗ nào? Con có biết chùa Bảo Đà là từ đâu mà tới không? Bình Ba lắc đầu, con không biết. Hải không nhìn về phương đông, trong mắt tràn đầy thành kính, Phổ Đà. Phổ Đà, là Phổ Đà kia sao? Đúng, chính là Phổ Đà đớ. Tại sao lại phải chuyển đến đây? Vì, sư mệnh đi. Sư phụ, là sư mệnh. Hay là sứ mệnh? Cái này, đều có đi. Cái nào sư mệnh, cái nào là sứ mệnh? Chuyện này nói ra thì phức tạp lắm. Lão hòa thượng Hải không chậm rãi kể lại chuyện xưa. Tiểu hòa thượng Bình Ba nghe đến mê mẩn, cũng không chú ý đến lúc này từng đám mây tím đang bay cao lên từ núi Chiêu Bảo, hiện ra đầy bầu trời. Cậu ta chỉ cảm thấy cả người Hải không trở nên thần thánh trong từng tầng ánh sáng màu tím. Lúc Hải không kể xong, trời xê vừa vặn buông xuống, ánh sáng tím trên bầu trời cũng tản đi. Bình Ba trở về từ trong câu chuyện xưa thần kỳ kia, dùng ánh mắt sùng bái nhìn sư phụ, vô cùng ước mơ mà hỏi. Sư phụ, vậy bây giờ chúng ta sẽ về Phổ Đà sao? Không, không trở về Phổ Đà, Hải không lắc đầu. Vậy thì đi đâu? Hoàn tục. Ai, Bình Ba vô cùng kinh hãi, hoàn tục làm cái gì? Hoàn tục, cưới vợ đi.
Hải Không bình tĩnh nói. Sông Dũng mãnh liệt chảy qua dưới chân núi Chiêu Bảo, nước sông cuồn cuộn chảy vào biển Hoa Đông. Trên sông có một vài con thuyền qua lại, đi ra đi vào bến cảng. Ngay ở bên kia bờ sông có một bến tàu nhỏ, vừa vặn có thể nhìn thấy thành Uy Viễn xa xa phía đối diện. Ở bến tàu có mấy chục chiếc thuyền lớn nhỏ đang đậu, dưới ánh tà dương, bóng thuyền đong đưa trong nước. Khi trời chiều buông xuống, mặt sông dần dần trở tối, cái bóng của con thuyền càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tan biến trong nước sông. Nhưng lại có một con thuyền vô cùng kỳ quái, bóng dáng của nó vẫn luôn ở nơi đó, cho dù ánh nắng có biến ảo thì nó vẫn không hề thay đổi. Thẳng đến khi ánh sáng màu tím tan hết, bóng thuyền khoan thai chuyển động, vậy mà lại rời khỏi thân thuyền, lấy tốc độ cực nhanh lao vào bờ, chuyển động về phía những tòa nhà dày đặc phía xa trong ánh hoàng hôn ở bờ sông, chỉ trong chốc lát đã biến mất trong bóng đêm mênh mông của thành phố Dũng. Liễu Trấn Võ đứng trên tàng thư lâu có lịch sử lâu đời của nhà họ Liễu, dựa vào lan can nhìn ra xa. Mấy người tinh nhuệ trẻ tuổi trong nhà đều đã được phái ra ngoài, do mấy vị trưởng lão tự mình dẫn đội, gia chủ Liễu Kim Sinh cũng đã ra ngoài, đến bây giờ còn chưa thấy trở về. Mí mắt của Liễu Trấn Võ vẫn luôn mấp máy. Ông ta có một dự cảm bất thường. Trên đại hội võ lâm, ông ta đã tận mắt chứng kiến được Lý Dục Thần bày ra lực lượng kinh khủng. Loại năng lực này đã vượt xa giới hạn của võ đạo. Liễu Trấn Võ có thể nhìn ra, đương nhiên Liễu Kim Sinh càng có thể nhìn ra rõ ràng. Ông ta không rõ, tại sao gia chủ lại phải đối đầu với Lý Dục Thần. Người ta là loại người mà cho dù có địch ý thì cũng không phải là không thể hóa giải, bằng không cũng sẽ không chữa khỏi tay cho Liễu Kim Sinh trên đại hội võ lâm. Nhà họ Liễu truyền thừa mấy trăm năm, là bá chủ của thành phố Dũng, điều này cũng không dễ dàng. Một gia tộc cần vận hành về nhiều mặt, mà không chỉ là xưng bá tranh hùng trên phương diện vũ lực. Nếu như để Liễu Trấn Võ đưa ra quyết định, nhất định lúc này sẽ cật lực hợp tác với Lý Dục Thần, giúp đỡ tập đoàn kinh lý ở thời điểm vừa mới cất bước không lâu. Cho dù sau này tập đoàn kinh lý phát triển như thế nào, bây giờ đầu tư cũng sẽ không thua thiệt. Nếu như Lý Dục Thần thật sự trở lại thủ đô, khôi phục sự huy hoàng ngày xưa của nhà họ Lý, đối với sự phát triển của nhà họ Liễu sẽ chỉ có trăm lợi mà không có một hại. Nhưng nếu đối địch với Lý Dục Thần, trừ khi giết chết anh, nếu không sẽ có hậu hoạn vô tận. Liễu Trấn Võ cũng không cảm thấy mấy gia tộc lớn ở thủ đô sẽ thật lòng trợ giúp nhà họ Liễu. Bọn họ chỉ coi nhà họ Liễu là công cụ mà thôi. Sau khi nhà họ Viên sụp đổ, toàn bộ địa khu Tiền Đường tương đương với nửa Nam Giang, đều trở thành đồng bạn hợp tác với nhà họ Lý. Nhà họ Liễu lại chỉ có thể lo cho thân mình, chứ đừng nói là nghịch thế vượt lên. Liễu Trấn Võ không biết sốt cuộc cậu Na ở thủ đô đã cho Liễu Kim Sinh thứ gì. Chắc chắn không phải thuốc nổ. Muốn chế tạo ra chút thuốc nổ, nhà họ Liễu vẫn có khả năng đó. Hoàng hôn buông xuống, bầu trời thành phố Dũng lại không được yên bình. Những tia sáng màu tím không biết từ đâu tới khiến đôi mắt của Liễu Trấn Võ có chút khó chịu. Mắt của ông ta càng nháy mạnh hơn. Sau khi trời chiều buông xuống, nhà nhà đều sáng đèn. Liễu Trấn Võ trông thấy một bóng đen lướt qua những mái nhà. Ông ta còn tưởng rằng là cái bóng của máy bay trên bầu trời. Nhưng ông ta lại đột nhiên bừng tỉnh, trời đã tối, lấy đâu ra bóng. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn, trên, bầu trời cũng không có máy bay bay qua. Đó là cái gì? Đến khi lại nhìn lên lần nữa, bóng đen đã chuyển đến trong đại viện nhà họ Liễu. Sau đó nó chui vào một căn phòng bên trái như một làn khói, nơi đó chính là chỗ ở của Liễu Kim Sinh. Liễu Trấn Võ lấy làm kinh hãi, trực giác đầu tiên là có trộm. Nghe nói thuật bí hành của Lan Môn cũng có biện pháp ẩn giấu hành tung giống như nhẫn thuật của Đông Doanh, mà hai môn phái này đều có đạo tặc, cũng đều có chút liên quan đến nhà họ Liễu. Ông ta vội vàng lao ra, nhảy xuống khỏi tàng thư lâu, chỉ mấy bước đã vọt vào đại sảnh tòa nhà kia. Nơi đó không có cái gì. Liễu Trấn Võ nhìn một vòng, cũng không thấy thiếu thứ gì. Ông ta đột nhiên nhớ tới, bảo vật gia truyền của nhà họ Liễu Thất Trọng Bảo Hàm nằm ở thư phòng của Liễu Kim Sinh. Chắc hẳn mục đích của tên trộm là cái này. Liễu Trấn Võ hít sâu một hơi, dùng tốc độ nhanh nhất đi lên tầng 2. Cửa thư phòng vẫn còn khóa. Liễu Trấn Võ không chút do dự đá bay ra ngoài. Trong thư phòng không có người. Cánh cửa đã bị ông ta đá văng ra, cửa sổ vẫn còn đóng, đồ vật bên trong bao gồm cả mấy cái ám ký mà ông ta biết đều không bị động vào. Trong thư phòng không có nhiều không gian có thể giấu người,
ông ta kiểm tra một lần, không thấy có cái gì. Trong không gian thu hẹp như thế, cho dù là cao thủ, tông sư cũng rất khó ẩn nấp. Liễu Trấn Võ thở dài một hơi, trách cứ mình có phải đã quá nhạy cảm hay không. Nhưng không biết tại sao, mắt của ông ta lúc này càng mấp máy mạnh hơn. Lúc ông ta quay người chuẩn bị cất bước rời đi, ông A đột nhiên nhìn thấy cái bóng của mình. Con người của Liễu Trấn Võ đột nhiên co rụt lại, trái tim bỗng đập nhanh hơn, tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Bởi vì cái bóng của ông ta thế mà lại không đồng đều với bước chân của ông ta. Lúc ông ta cất bước, cái bóng vẫn còn đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Liễu Trấn Võ đứng ở nơi đó, siết chặt nắm đấm, chân khí tràn đầy cả người, đã chuẩn bị xong để chiến đấu. Nhưng kẻ địch lại chưa hề xuất hiện. Chỉ có cái bóng rời khỏi chân ông ta nằm trên sàn nhà. Trái tim của Liễu Trấn Võ đập kịch liệt. Ông ta là võ giả hóa kình đỉnh phong chỉ còn cách tông sư một chút nữa. Ông ta cũng không sợ gặp cao thủ, cho dù là tông sư, thậm chí là người vượt qua đỉnh võ đạo như Lý Dục Thần. Bởi vì ít nhất đó cũng là người, ít nhất có thể đánh được một trận. Nhưng thứ trước mắt là cái gì? Liễu Trấn Võ lui về sau hai bước. Dưới ánh đèn, dưới chân của ông ta có cái bóng mới. Mà cái bóng kia vẫn bất động, giống như ở đó có một người giống như ông ta. Chỉ là ông ta không nhìn thấy, chỉ mỗi ánh đèn mới có thể chiếu rõ. Một tiếng thở dài quỷ dị vang lên. Hai. Ai, Liễu Trấn Võ giật nảy mình, mồ hôi lạnh lập ức tuôn ra, ướt đẫm phía sau lưng của ông. Xoẹt. Cái bóng chậm rãi di động, chợt trái chợt phải, giống như người không thể nhìn thấy kia đang đi qua đi lại trong phòng. Ai, nếu còn không hiện thân, đừng trách tôi không. Khách khí. Dường như lời cảnh cáo của Liễu Trấn Võ không đưa đến tác dụng gì. Cái bóng vẫn còn đang di chuyển trái phải, chỉ có tiếng thở dài càng thêm kéo dài, nhìn qua có vẻ cảm xúc. Của người kia không hề tốt đẹp gì, giống như đang tiếc. Hận vì đã mất đi cái gì quý giá. Liễu Trấn Võ rót chân khí vào lòng bàn tay, dựa theo quỹ tích chuyển động của cái bóng để phán đoán vị trí của người kia, sau đó đánh một chưởng về phía cái bóng. Ông ta có thể thay mặt Liễu Kim Sinh ra tay ở Đại hội Võ Lâm, chứng tỏ thực lực của ông ta không thấp, đưa mắt nhìn khắp toàn bộ Nam Giang, phía dưới tông sư, ông ta mà nói là thứ hai, cũng không có mấy người dám xưng là thứ nhất. Một trưởng toàn lực của ông ta, cho dù chỉ bị trưởng phong quét đến, võ giả bình thường cũng không chịu nổi. Vốn dĩ cho rằng một trưởng này ít nhất có thể ép đối thủ xuất hiện, lại không nghĩ rằng nơi trưởng lực đi tới giống tuếch, cái gì cũng không đánh trúng. Chỉ có trên mặt tường đối diện xuất hiện một cái trưởng ấn thật sâu. Mà cái bàn gỗ trinh nam dày cộp ở đó bị trưởng lực chạm vào mép bàn, một nửa cái bàn vỡ thành bột phấn. Mà cái bóng kia vẫn còn đang dao động, tiếng thở dài còn vang lên trong phòng. Lần này Liễu Trấn Võ thật sự quá sợ hãi. Rốt cuộc là ai? Mau ra đây, đừng tưởng rằng giả thần giả quỷ là có thể dọa sợ tôi. Nơi này là nhà họ Liễu. Ông ta chưa bao giờ khàn giọng kêu to như vậy. Cứ như làm thế mới có thể xóa được sự sợ hãi trong lòng vậy. Hừm, cái bóng đột nhiên bất động, giống như đang suy nghĩ điều gì. Nhà họ Liễu, không tệ, nhà họ Liễu. Liễu Trấn Võ nghe được cái bóng nói chuyện, đã chấn định một chút, hỏi, rốt cuộc ông là ai? Tới đây có mục đích gì? Cái bóng chậm rãi di động, bò lên trên ghế sofa, vặn vẹo trên ghế giống như đang ngồi. Liễu Kim Sinh quá tự phụ. Quá tự phụ, không nghe tôi, chết chưa hết tội. Ông nói cái gì, nhịp tim của Liễu Trấn Võ nhảy một cái, gia chủ đã. Ông ta đã chết rồi, cái bóng nói, uổng công tôi chạy tới từ thủ đô xa xôi. Ông là, tôi còn tưởng rằng Liễu Kim Sinh đã bày ra cục diện hoàn hảo gì để đối phó với Lý Dục Thần chứ, hóa ra chỉ là một đống thuốc nổ. Ha 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 ha, cái bóng đột nhiên cười như điên. Âm thanh âm trầm khàn khàn giống như đến từ địa ngục. Một đống thuốc nổ, ha 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 ha, muốn dùng một đống thuốc nổ nổ chết một tiên nhân đã trải qua lôi kiếp. Buồn cười biết bêu. À đúng rồi, còn có cái hộp kia của nhà họ Liễu mấy người, bên trong cất giấu giao hồn, đúng là điều tôi không nghĩ tới. Đáng tiếc Liễu Kim Sinh căn bản không biết nhiếp hồn, càng không biết điều khiển rồng. Sớm biết như vậy thì tôi đã lấy thất trọng bảo hàm đi rồi. Cho tôi còn có thể có chút tác dụng, để ở trong tay Liễu Kim Sinh quả thực là phung phí của trời. Liễu Trấn Võ vô cùng mờ mịt, không biết cái bóng đang nói gì. Nhưng có một điều ông ta có thể xác định,
cái bóng này có liên quan đến cậu Na ở thủ đô, chắc là món quà cậu Na đưa cho mà Liễu Kim Sinh đã nói. Tôi hiểu rồi, ông là người do cậu Na ở thủ đô phái tới. Ông không đi giúp gia chủ chúng tôi đối phó với Lý Dục Thần, ở chỗ này làm gì? Ha ha, đối phó với Lý Dục Thần. Nếu Lý Dục Thần dễ đối phó như vậy, tôi cần phải ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này sao? Liễu Kim Sinh đúng là một con lừa ngốc, uổng phí kế hoạch hay mà tôi nghĩ ra, nếu ông ta nghe tôi, tiến hành theo kế hoạch của tôi, sao lại phải rơi vào kết cục như bây giờ chứ? Cái bóng có vẻ rất tức giận, vặn vẹo ở trên ghế salon, giọng điệu cũng biến thành phẫn nộ. Ngu xuẩn là phải trả giá thật lớn. Liễu Kim Sinh chết rồi, vậy thì để nhà họ Liễu mấy người phát huy một chút tác dụng cuối cùng đi. Liễu Trấn Võ kinh hãi nói, ông có ý gì? Cái bóng cười khặc khặc nói, tất cả mọi người đều biết Lý Dục Thần đã tới đây, tất cả mọi người đều biết Lý Dục Thần đến đòi Hỏa Long Châu của Liễu Kim Sinh, tất cả mọi người đều biết nhà họ Liễu có Thất Trọng Bảo Hàm. Bây giờ Thất Trọng Bảo Hàm ở trong tay Lý Dục Thần, Hỏa Long Châu cũng ở trong tay Lý Dục Thần, nếu như người của nhà họ Liễu đều chết hết, ông đoán mọi người sẽ nghĩ như thế nào? Thảm án diệt môn của nhà họ Liễu thành phố Dũng so với nhà họ Lý ở thủ đô năm đó cũng không thua kém nhau mấy đi. Nếu như tôi để lại một vài dấu vết ma pháp hắc ám ở đây, ông nói xem đám người chính đạo kia liệu có đi tìm Lý Dục Thần tính sổ hay không? Ha 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 ha! Tiếng cười âm trầm vang lên. Liễu Trấn Võ nghe mà lạnh cả sống lưng. Nhóc con, có muốn sống hay không? Nếu như ông nguyện ý ra mặt chỉ ra chính là Lý Dục Thần giết người của nhà họ Liễu, tôi có thể để ông được sống. Mơ tưởng, Liễu Trấn Võ giận dữ, nhà họ Liễu tôi duyên thừa trăm năm, từng thế hệ đều là trung lương, sao có thể thông đồng làm bậy với một ma đầu như ông? Được. Hừm, từng thế hệ đều là trung lương sao, cái bóng cũng không giận dữ, vẫn lạnh lùng cười như cũ, chỉ là chết sạch sẽ không còn nữa. Thế hệ trung lương mấy trăm năm, từ đây lại không còn gì, có phải rất đáng tiếc hay không? Nếu như ông còn sống, ít nhất còn có thể nối dõi tông đường, ít nhất còn có người biết ai là hung thủ giết sạch mấy người, ít nhất có thể để võ đạo chó má vô dụng của nhà họ Liễu truyền thừa xuống tiếp, đúng không? Nếu như ông chết, coi như sẽ không còn cái gì nữa. Cả người Liễu Trấn Võ run lên, trong nháy mắt đó, trong lòng ông ta liền sinh ra do dự. Đúng, hãy suy nghĩ thật kỹ, nghe tôi, sống sót. Giọng điệu của cái bóng trở nên nhu hòa, có thứ gì đó mềm mại chui vào trong lòng Liễu Trấn Võ. Chỉ cần nghe tôi, nhà họ Liễu sẽ có thể truyền thừa tiếp. Nghe tôi, đưa linh hồn của ông cho tôi. Tôi chẳng những có thể để ông sống sót, còn có thể để ông học được công phu cao thâm hơn, để ông thu hoạch được sự sống vĩnh viễn. Tương lai nhà họ Liễu sẽ càng thêm huy hoàng hơn bây giờ. Tới đây đi. Cái bóng chậm rãi đi xuống khỏi ghế sofa, di chuyển về hướng Liễu Trấn Võ. Không có khả năng. Liễu Trấn Võ lùi lại một bước, hai tay xuất trưởng như gió, vỗ về phía cái bóng. Đừng hòng mơ tưởng mê hoặc tôi. Muốn tôi trở thành con rối của ông, muốn giết binh sĩ nhà họ Liễu tôi, muốn để nhà họ Liễu vạn kiếp bất phục, mơ tưởng. Tên ác ma này, tôi giết ông. Trưởng phong gào thét, đập xuống mặt đất khiến sàn nhà vỡ vụn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Thế nhưng cái bóng vẫn bình yên ở nơi đó, không bị ảnh hưởng chút nào. Trời, hai, cái bóng thở dài. Nếu đã như vậy, sau tối nay sẽ không có nhà họ Liễu nữa. Cái bóng dưới đất bắt đầu bành trướng, không còn là hình người nữa mà giống như mà một vũng nước đen đến từ địa ngục, chậm rãi tuôn ra, khuếch tán sang bốn phía. Rất nhanh bóng đen đã tới bên chân Liễu Trấn Võ, leo lên trên dọc theo chân của ông ta. Liễu Trấn Võ lùi lại theo bản năng, nhưng sau lưng cũng đã bị bóng đen bao trùm, không thể trốn đi đâu được. Tiếp theo ông ta liền phát hiện chân của mình không có cách nào nâng lên. Cả người cũng đang mềm hẳn đi. Soạt một tiếng, cả người ông ta sụp xuống, biến thành một bãi chất lỏng. Chỉ còn lại một cái đầu lâu, con mắt còn có thể nhìn ra xung quanh. Nước máu dâng lên bao phủ lấy ánh mắt cuối cùng của ông ta. Màu đen chảy ào ạt ra từ trong thư phòng, chảy qua hành lang, chảy qua phòng khách, chảy ra cổng lớn, chảy xuôi khắp sân vườn nhà họ Liễu. Một đêm này, toàn bộ nhà họ Liễu như rơi vào trong địa ngục. Nơi xa nhà nhà đã đốt đèn. Thành Uy Viễn ở trong màn đêm chỉ còn lại một cái bóng màu đen. Chị Mai đứng trên tường thành, Thất Trọng Bảo Hàm trong tay đang tỏa sáng dưới ánh trăng mờ nhạt, nhất là những phù chú kia, lúc sáng lúc tối giống như những vì sao trong đêm.
20 năm trước, bà ta vì trộm thứ này mà mấy lần chui vào nhà họ Liễu, nhưng đều không thành công. Mà bây giờ, nó lại lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay của bà ta như vậy. Sông Dũng giống như một con rắn lớn màu đen trườn qua thành phố Dũng trong đêm. Ở điểm cuối của nó là tiếng sóng biển gầm thét. Đối với thế giới mà nói, 20 năm quá ngắn, không đủ để thế sự xoay vần, nhưng đối với con người cũng đã đủ dài, dài đến mức cảnh còn người mất, dài đến mức nhân gian thay đổi. Chị Mai nhìn Thất Trọng Bảo Hàm trong tay, rất muốn ném nó vào trong dòng nước, để nó cuốn trôi đi theo làn sóng cùng với chuyện cũ. Thế nhưng những phù chú sáng tắt kỳ diệu trong ánh trăng kia giống như đang kể ra sự vô tội của bọn chúng với bà ta. Chị Mai bĩu môi, cuối cùng thở dài một tiếng, thu tay về, nhưng lại có vẻ không biết để vào đâu. Chị Mai nhìn về phía Lý Dục Thần, chớp đôi mắt sáng như sao, hỏi, hình như trên người cậu cất giấu không ít đồ tốt, tôi rất hiếu kỳ, cậu giấu chúng đi đâu vậy? Lý Dục Thần kinh ngạc, nhìn cái hộp vuông trong tay chị Mai, sờ đầu nói, ôi chà, tôi lại quên mất, món đồ lớn như thế, chị không tiện cầm đi. Chị Mai nói, trong ghi chép của Lan Môn chúng tôi, tổ sư gia có một cái túi bách bảo. Mỗi lần tổ sư gia đi ra ngoài đều phải mang theo vật này, đi hết nhà này đến nhà kia, cái gì cũng mất sạch. Nhiều đồ như vậy đều đựng hết trong một cái túi bách bảo nho nhỏ. Nếu tôi cũng có bảo bối như vậy thì tốt rồi. Có phải giống thế này không? Lý Dục Thần không biết lấy một cái túi tiền từ đâu ra, có chút giống túi vải nhung đựng đồ trang sức châu báu, chỉ là có màu đen nhánh, không được đẹp lắm. Đôi mắt của chị Mai sáng lên, đây là túi bách bảo. Ừ, cho dù trên người Lý Dục Thần có xảy ra chuyện khiếp sợ cỡ nào thì bà ta cũng đều có thể vui vẻ tiếp. Nhận, dù sao hôm nay còn có thể nhìn thấy cả long hồn, còn có cái gì không thể tưởng tượng được chứ. Lý Dục Thần cười nói, đây đúng là thứ dùng để cất đồ, tạm thời tính là pháp khí đi. Nhưng chúng tôi chỉ gọi nó là cái túi, không có tên dễ nghe như vậy. Chị muốn gọi túi bách bảo cũng được. Dù sao tôi cũng định tặng chị. Lúc anh xuống núi có mang theo không ít thứ trên người, có rất nhiều pháp khí không gian, một chiếc nhẫn trong đó đã đưa cho Lâm Mộng Đình. Loại túi trữ vật này bọn anh thường xuyên dùng, giống như người bình thường đi siêu thị mua đồ phải dùng túi mua sắm vậy. Chị Mai rất tò mò nhận lấy, lật qua lật lại xem, cái túi nhỏ như vậy thật sự có thể để bảo hạp vào trong sao. Lý Dục Thần nói, dĩ nhiên không phải là cứ nhét vào luôn, mà phải dùng khẩu quyết tâm pháp, biết một vài pháp thuật nho nhỏ mới được. Nhưng tôi lại không biết, chị Mai có chút thất vọng nói, tôi chỉ từng luyện võ, chứ chưa được học pháp. Thuật bao giờ? Tôi sẽ dạy chị, Lý Dục Thần cười nói, có một người thầy giỏi như tôi ở đây, chị còn sợ cái gì, nhất định sẽ có thể làm trò giỏi. Chị Mai khẽ gắt một tiếng, nói cái gì mà thầy giỏi trò hay chứ, cậu được đấy, còn đòi làm trưởng bối, muốn chiếm tiện nghi của tôi đúng không? Lý Dục Thần liền cười ha ha. Chị Mai thở dài, nói thật ra nếu có thể bái cậu làm thầy, cũng không biết là phúc báo đã tu luyện mấy đời. Nhưng tôi đã có sư phụ, cho dù bà ta đã từng làm cái gì thì dù sao cũng là bà ta nuôi tôi lớn khôn. Bây giờ bà ta không có ở đây, tôi không thể báo ơn nuôi dưỡng của bà A được, chỉ có thể để ở trong lòng. Lý Dục Thần biết bà ta hiểu lầm, nói chị Mai, tôi nói đùa thôi. Nếu chị muốn bái tôi làm sư phụ thật, tôi cũng không dám nhận. Chị là chị tôi mà, nếu là biến thành đồ, đệ của tôi, trở về Đinh Hương sẽ mắng tôi chết. Chị Mai cười khúc khích, nói cậu đấy, đối xử với cô em gái này không tồi, cũng coi như cậu có lương tâm. Đi, cậu làm thật giỏi, mau mau dạy đồ đệ tạm thời này đi. Lý Dục Thần nói, vốn dĩ pháp thuật không được truyền thụ ra ngoài, cũng không có cách nào truyền ra được, nhưng chị Mai đã từng học bí thuật của Lan Môn. Cảnh giới cao nhất của bí thuật Lan Môn, cho dù là lấy vật từ xa hay là nhiếp hồn thuật đều đã thuộc phạm vi pháp thuật thôi. Chị đã có cơ sở, cộng thêm có người thầy giỏi như tôi dạy dỗ một chút, sẽ khiến chị có thể học được một hai loại pháp thuật đơn giản rất nhanh. Chị Mai cười mắng, cái gì mà thầy giỏi chứ, hóa ra là lớp cấp tốc. Lý Dục Thần dạy bà ta một chút pháp quyết quan trọng của pháp môn ngay tại chỗ, thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần một thần niệm thôi. Chị Mai có cơ sở, ngộ tính lại cao, rất nhanh đã hiểu được. Chỉ là đến khi thực hành thì vẫn có chút khó khăn. Cuối cùng vẫn là Lý Dục Thần giúp bà ta bỏ Thất Trọng Bảo Hàm vào, để bà ta cất đi trước, về sau chậm. Sau khi cất kỹ đi, Lý Dục Thần hỏi chị Mai muốn đi đâu.
Chị Mai nói, không phải cậu muốn đến đảo Cửu Long sao? Lý Dục Thần nói, trời đã tối rồi, cũng không thể hơn nửa đêm đến đảo người ta được chứ. Chị Mai ngẫm nghĩ nói, tôi muốn đi bái tế sư phụ tôi một chút, sau tối nay, chẳng biết bao giờ mới đi được. Lý Dục Thần nói, được, tôi đi với chị. Thấy chị Mai nhớ tới sư phụ mình, cảm xúc xa xút, Lý Dục Thần cũng không bay lên trời mà chậm rãi đi dọc. Theo đường núi từ trên đỉnh thành Uy Viễn xuống dưới với bà A. Đi được một lát, hai người chợt thấy hai hòa thượng một già một trẻ cõng bao lớn bao nhỏ đi ra từ một lối rẽ bên trên, chạm mặt bọn họ trên con đường nhỏ. Hai bên đều dừng bước chân. Lão hòa thượng chợt hỏi, trong núi đêm dài, hai vị đi đâu vậy? Lý Dục Thần hỏi ngược lại, trong núi đêm dài, hòa thượng đi đâu vậy? Lão hòa thượng nói, trong núi đêm dài, hòa thượng. Phải hoàn tục. Lý Dục Thần ban đầu khá kinh ngạc, bỗng nhiên giật mình, gật đầu, dịch sang bên cạnh nhường đường, hoàn tục quan trọng, hòa thượng đi trước đi. Lão hòa thượng nói, nếu đã hoàn tục thì không phải là hòa thượng nữa. Nói xong ông ta liền đi ra khỏi lối rẽ, đi vào đường chính, tiểu hòa thượng theo sát phía sau. Ông ta lại quay đầu làm lễ, trong núi đêm dài, thí chủ cẩn thận. Lý Dục Thần cười nói, nếu đã không phải hòa thượng, lấy đâu ra thí chủ? Lão hòa thượng cũng cười một tiếng, nếu đã không phải thí chủ, đó chính là khổ chủ. Trong lòng Lý Dục Thần khế động, làm sao ông biết? Lão hòa thượng lại lắc đầu, mặc kệ, hoàn ục còn quan tâm đến khổ chủ gì nữa, về nhà cưới vợ mới là quan trọng. Dứt lời liền quay đầu rời đi. Tiểu hòa thượng chớp mắt nhìn Lý Dục Thần và chị Mai một chút, nhất là lúc nhìn chị Mai, đôi mắt không hề. Chớp cái nào? Lão hòa thượng xuống núi được một đoạn đường, tiểu hòa thượng mới đuổi theo, trong miệng hô hào sư phụ, lắc la lắc lư trên đường núi. Chỉ nghe thấy giọng nói của lão hòa thượng truyền đến, trong lòng rối loạn à. Tiểu hòa thượng nói, không rối loạn. Tâm không loạn, tại sao đi đường lại không vững, lung la lung lay. Trời tối quá. Con đường này con đã đi mấy chục năm, nhắm mắt lại cũng có thể đi. Con, a, sư phụ, sao người cũng đang lắc lư vậy? Tại trong lòng sư phụ cũng loạn. Theo trí nhớ của chị Mai thì bí thuật của Lan Môn chủ yếu tập trung chia thành ba loại. Một là đạo thuật, hai là mị thuật, ba là bí hành thuật. Cảnh giới cao nhất của đạo thuật là lấy vật từ xa. Cảnh giới cao nhất của mị thuật là nhiếp hồn đoạt phách, hẳn là nhiếp hồn thuật mà Liễu Kim Sinh nói. Bí hành thuật là dùng để di chuyển bí mật và ẩn giấu hành tung, thật ra là không thấy đề cập đến cảnh di cao nhất gì cả. Có lẽ là cái này là quan trọng nhất với đạo tặc, ý là không thể học được đến mức độ cuối cùng. Chị Mai lần lượt nhớ lại những bí thuật và ca quyết của Lan Môn đã từng học giải rác khi còn bé ra, Lý Dục Thần dựa vào trí nhớ của bà ta để bổ sung thêm những chỗ còn thiếu dựa vào vốn hiểu biết của mình, sau đó lại tiến hành sửa chữa. Thế là trong tay chị Mai đã có thêm một bộ bí thuật Lan Môn còn đầy đủ hơn lúc trước. Chị là đệ tử của Lan Môn, cơ sở vững chắc, nếu như học công pháp khác, sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, học bí thuật Lan Môn là thích hợp nhất. Chờ đến khi học được cảnh giới cao nhất thì lại đi tìm cơ duyên khác, tu hành pháp môn cao thâm hơn, Lý Dục Thần nói với bà ta. Vậy tôi cũng xem như đã tiến vào cửa tiên đạo. Sao, chị Mai hỏi. Chỉ có thể coi là sờ tới cánh cửa thôi. Cánh cửa tiên đạo quá cao, muốn nhảy vào cũng không dễ dàng, Lý Dục Thần nói, nhưng mà chỉ có ngộ tính tốt, lại hiếu học, nhập môn cũng không phải việc khó. Chị Mai nói, có thể sờ được vào cánh cửa đã là duyên phận rất khó gặp trên thế gian rồi. Cảm ơn cậu, Dục Thần. Chị Mai xây một ngôi mộ mới cho sư phụ mình trong ngôi miếu đổ nát ở Tổng Đà Lan Môn thành phố Dũng, còn dựng lên một tấm bia, sau đó liền quét dọn từ trong ra ngoài, từ trước đến sau. Bận rộn suốt cả đêm, ngôi miếu hoang rộng lớn đã được bà ta làm cho rực rỡ hẳn lên. Lý Dục Thần biết rõ đây là phí công. Nơi này sớm muộn gì cũng sẽ bị phá hủy, cho dù là mái ngói cổ xưa hay là tượng thần tổ sư, còn có ngôi mộ mới trong sân cùng với thi cốt trong phần mộ, cuối cùng cũng sẽ biến mất không còn tăm hơi trong những tiếng ù ù của máy xúc. Qua mấy năm, có lẽ nơi này sẽ có một tòa nhà cao ầng đứng sừng sững, hoặc là một công viên. Nhưng ở trước mặt thế sự xoay vần, những thứ đó cũng chỉ là bụi bặm. Chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể vĩnh hằng cùng với trời đất. Nhưng điều đó cần phải trải qua tầng 9 lôi kiếp. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, không biết lôi kiếp lần thứ 2 sẽ diễn ra khi nào.
anh cảm giác cũng sắp tới rồi. Lúc ở Hoang Trạch, anh đã mơ hồ có dự cảm. Thế nhưng vẫn còn phải chờ cơ duyên. Có một số người cảm giác lôi kiếp sắp tới, đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ rồi, nhưng mà cả một đời đều không đợi được lôi kiếp giáng lâm. Lần trước nhận được cơ duyên trên thành giã trường, anh còn muốn cảm ơn Trương Diễm Diễm và ảnh ma kia. Cơ duyên lần này sẽ là gì đây? Mà sau khi lấy được kiếm huyền minh, gặp được thiên ma vũ, nghe được thất sát ca ở Hoang Trạch, anh biết lần lôi kiếp tiếp theo nhất định sẽ vô cùng mãnh liệt. Có lẽ, sẽ mãnh liệt đến mức anh căn bản khó mà ngăn cản được. Lý Dục Thần cũng không biết một đêm này, nhà họ Liễu ở một nơi khác trong thành phố đã xảy ra thảm án diệt môn. Anh càng không biết, vụ án diệt môn này sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho anh sau này. Mà cơ duyên lôi kiếp lần thứ hai mà anh đang chờ đợi cũng đã lặng lẽ đến gần vào lúc này rồi. Sau khi hừng đông, Lý Dục Thần liền dựng phi kiếm lên, bay thẳng tới đảo Cửu Long cùng với chị Mai. Đảo Cửu Long nằm ở biên giới thềm lục địa biển Hoa Đông. Bởi vì vị trí đặc biệt nên đều được các quốc gia quan tâm đặc biệt. Cho dù là Hoa Hạ hay là Đông Doanh, hay là các quốc gia ở châu Mỹ bên kia bờ đại dương xa xa đều có ý muốn lôi kéo, thu phục nó với đủ các loại thủ đoạn vừa đấm vừa xoa, có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Nhưng đảo Cửu Long vẫn luôn yên ổn nằm ở nơi đó, giống như một cái lá cây lẻ loi treo trên biển, mặc dù không có rễ, nhưng chưa bao giờ bị nhấn chìm. Đương nhiên đảo Cửu Long không chỉ có một hòn đảo, thật ra đây là tên gọi chung của cả một quần đảo. Người bình thường đều cho là có 9 hòn đảo, cho nên mới gọi là đảo Cửu Long. Nhưng thật ra có một số là đá ngầm trên biển, thực sự khó được gọi là hòn đảo. Nếu như muốn tính cả thì sẽ không chỉ có 9 hòn đảo thôi đâu. Lý Dục Thần đứng trên không trung quan sát, cũng không nhìn ra giữa những hòn đảo này có mối liên hệ gì, ngoại trừ 3 hòn đảo lớn ở giữa ra thì còn lại đều chỉ là những mỏm đá nhô ra phân tán trên biển mà thôi. Anh rơi xuống trên bờ biển một hòn đảo lớn ở chính giữa. Nơi này không có người, không đến mức bởi vì bọn họ đột nhiên xuất hiện mà bị hù dọa. Dù sao đảo Cửu Long cũng không phải quốc gia, tuy không được kiến thiết nhưng cũng tuyệt không tính là lạc hậu. Trên đảo cũng có đường cái, còn có một số người lui tới. Anh tìm người hỏi đường, sau đó đi đến một thị trấn. Trưởng trấn ở đây chính là tam đảo chủ của đảo Cửu Long chữ Phượng Toàn. Dân cư trên đảo chỉ vào một tòa nhà 2 tầng nhỏ, nói cho bọn họ biết nơi đó chính là tòa nhà chính quyền của thị trấn. Trên đỉnh tòa nhà có một lá cờ, bên trên thêu 9 con rồng, có một loại khí chất rất cổ điển. Nhưng lại có chút không hài hòa với cái tên tòa nhà chính quyền của thị trấn. Trước cửa tòa nhà chính quyền là quảng trường, rất trống trải, cũng không có bảo vệ. Có mấy đứa bé đang chơi đá bóng ở đó, bên cạnh có 2 căn nhà gỗ, có lẽ là quầy bán quả vặt. Lý Dục Thần và chị Mai đi về phía tòa nhà chính quyền, cũng không thấy có người ngăn cản, chỉ để mặc cho bọn họ đi vào. Vào cửa có một căn phòng nhỏ, cửa sổ đang mở ra, có lẽ là phòng trực ban, bên trong có một người đang chơi điện thoại. Trông thấy bọn họ đi đến, hơn nữa lại có vẻ lạ mắt, người kia liền nói, nơi này là tòa nhà chính quyền của thị trấn, trung tâm của du khách ở hướng Tây. Lý Dục Thần nói, chúng tôi tìm chữ Phượng Toàn. Người kia lập tức đứng bật dậy. Đập mạnh điện thoại xuống bàn, mắng, anh là ai mà cũng dám gọi thẳng tên của Ninh đảo chủ. Thứ gì, cút. Lý Dục Thần không nghĩ tới người này lại ngang như vậy. Từ khi anh xuống núi đến bây giờ cũng đã được hơn mấy tháng, cũng coi như được chứng kiến đủ chuyện ở nhân gian, cho dù là gia tộc lớn hay là chính phủ, sao có thể ngang ngược như thế, nói tên người ta cũng không được, người này còn ngang ngược hơn đám hảo môn thế gia trên bờ nhiều. Chị Mai ở bên cạnh cười lạnh nói, ồ. Trên đảo này còn có thể nuôi chó sao? Không biết là nuôi chó ta hay chó Tây? Người kia nghe thấy chị Mai châm chọc thì giận dữ nói, a, mấy người muốn làm phản đúng không? Anh ta mở cửa ra, vung tay lên đánh người. Chỉ nghe thấy 2 tiếng chát chát, cũng không biết thế nào mà anh ta lại vung tay đánh vào mặt mình. Ây ai, người kia kêu lên một tiếng sợ hãi, nhìn bọn họ. Giống như gặp ma quỷ, ngập ngừng nói không ra lời. Mấy người cứ chờ đấy. Nói rồi anh ta liền thò tay vào trong cửa sổ lấy điện thoại, cuống quýt bấm số. Alo alo, mau cho người đến đây, giặc ngoại xâm Đông Doanh đến tòa nhà chính quyền gây sự rồi. Anh ta để điện thoại xuống, cảnh giác nhìn bọn họ. Lý Dục Thần và chị Mai quay sang nhìn nhau, làm sao bọn họ lại thành giặc ngoại xâm Đông Doanh rồi. Ê,
Cậu nói chuyện cho rõ ràng vào, chị Mai nói với người kia. Có thể là vừa rồi quá mức quỷ dị, hoặc là đã từng bị đánh, hiển nhiên người kia rất sợ hãi, liên tục lùi về sau, trốn vào trong phòng, đóng cửa lại, ngay cả cửa sổ cũng khóa chặt. Anh ta cũng không thử nghĩ xem, nếu bọn họ thật sự muốn đánh anh ta, cái cửa kính này làm sao chống đỡ được. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến những tiếng ồn ào, có người hô. Ở đâu, giặc ngoại xâm ở đâu dám đến nơi này đến Dương Oai để xem ông đây có đánh bọn họ đến mức. Không nhận ra được cả núi Phú Sĩ hay không. Một đám người vọt vào. Một người cầm đầu nâng cao một cây trường thương buộc tua đỏ, nhìn có vẻ vô cùng oai phong lãm liệt. Thương là vua của trăm binh khí, chuôi màu trắng, lưỡi thương màu giỏ đương nhiên nhìn rất oai phong, nhưng ở xã hội hiện đại lại có vẻ hơi không thích hợp. Nhất là trên người người này còn mặc đồ của bảo vệ. Quan trọng là không chỉ có một mình anh ta đến mà còn có 7-8 người nữa, đều mặc đồ bảo vệ cùng màu, trong tay có đủ loại binh khí. Ngoại trừ người cầm đầu cầm trường thương ra thì mấy người đằng sau có người cầm đại đao, có người cầm trường kiếm, có người cầm cầm roi. Người ở phía sau cùng trên vai khiêng một cái xiên cá. Cái xiên cá kia đã trừ sạch hết sự oai phong của thương đỏ đi luôn. Chị Mai suýt nữa bật cười. Người ở trong phòng trực thấy đội cảnh sát tới mới lấy được dũng khí đi ra khỏi cửa, chỉ vào Lý Dục Thần và chị Mai nói chính là bọn họ. Vừa đến đã đánh tôi. Tên bảo vệ cầm trường thương đưa tay ra, mũi thương chỉ vào Lý Dục Thần, lớn tiếng quát hỏi, Anathawa đả lại Tô Ca ngốc. Lý Dục Thần và chị Mai vô cùng mờ mịt, không biết anh đang nói cái gì. Hả, người kia thấy bọn họ không trả lời, sa sầm mặt lại, lắc mũi thương một cái, mắng, ba ca. Chết mẹ mày đi. Bọn họ hiểu hai chữ ba ca kia, đây là đang nói tiếng của Đông Doanh. Nhưng khẩu âm này cũng thực sự quá khó hiểu. Lý Dục Thần nói, tôi tìm chữ Phượng Toàn. Người kia giận dữ, ba ca. Tên của Ninh đảo chủ mà anh cũng dám tùy tiện gọi, anh ta bỗng nhiên sững sờ, quay lại chất giọng phổ thông mới hiểu được, hai người không phải người Đông Doanh. Dĩ nhiên không phải. Mẹ nó hại ông đây nói một đống tiếng chó Đông Doanh, người kia tức giận hỏi người trong phòng trực, mày làm sao vậy, hô hoán lung tung cái gì, giặc ngoại xâm ở đâu ra. Tao còn tưởng có quỷ vào thị trấn nữa. Người trong phòng trực bụng mặt nói, em nào biết được, bọn họ vừa đến đã đánh người. Cũng chỉ có giặc ngoại xâm là ngang ngược như thế, em liền cho rằng bọn họ là. Người cầm thương liền hỏi, vì sao hai người lại đánh anh ta? Lý Dục Thần nói, chúng tôi đánh anh ta sao? Người cầm thương lại hỏi, bọn họ có đánh mày sao? Người kia nói, đương nhiên là đánh, anh xem mặt em, còn đang sưng đây. Có mấy tên bảo vệ nhao nhao nói, cái này rõ ràng là đánh, đội trưởng Nhiêu, cho bọn họ một bài học đi. Người cầm thương lại chỉ mũi thương vào Lý Dục Thần, lớn tiếng nói, báo tên ra đây, Ngưu Nhật Thiên tôi không đánh hạng người vô danh. Lý Dục Thần lúc này mới thấy rõ đây chính là một tên ngốc. Anh lắc đầu, nói, hóa là đội trưởng Ngưu, làm phiền thông báo với Ninh đảo chủ của các anh một tiếng, cứ nói Lý Dục Thần tới chơi. Ngưu Nhật Thiên đột nhiên sững sờ, hỏi, anh tên gì? Lý Dục Thần, Lý, Đại Tông Sư, Ngưu Nhật Thiên bỗng nhiên. Vô cùng mừng rỡ, đưa thương thương trong tay cho người bên cạnh cầm lấy. Anh ta lập tức cười ha ha xông tới, có vẻ như muốn ôm Lý Dục Thần một cái. Nhưng anh ta mới đi đến một nửa, hình như lại cảm giác được điều gì đó liền dừng chân, có chút lúng túng gãi đầu, cười ha ha nói, tôi biết anh, Lý Đại Tông Sư, một kiếm giết kiếm sư xâm lược. Ninh đảo chủ đã dặn dò tôi, biết anh sắp tới nên mấy anh em chúng tôi vẫn luôn ở bên cảng chờ đợi. Không nghĩ tới anh đã đến đây rồi. Ha 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 ha. Gặp được một kẻ ngốc như vậy, Lý Dục Thần và chị Mai cảm thấy bất đắc dĩ, cũng cảm thấy có mấy phần buồn cười, tâm trạng đã tốt hơn nhiều. Chị Mai nói, xem ra sau này muốn lên đảo thì phải đeo một cái bảng hiệu, bên trên viết tên của mình, nếu không sẽ bị mấy người coi là giặc ngoại xâm. Ngưu Nhật Thiên cười ha ha, lại trừng mắt lên quát người trong phòng trực ban, đầu do mày nói hưu nói vượt, suýt nữa thì đắc tội khách quý. Muốn ăn đòn hả? Anh ta làm bộ muốn đánh, khiến người kia sợ tới mức trốn vào trong phòng trực, đóng cửa lại rầm một tiếng, đứng cách cửa sổ xin khoan dung, làm sao em biết được bọn họ là khách quý chứ, đội trưởng Nhiêu dơ cao đánh khẽ. Lý Dục Thần cảm thấy rất khó hiểu, tể tướng là quan tước tam phẩm, sao một người trực ban ở tòa nhà chính quyền thị trấn lại phải sợ đội trưởng đội trị an?
Ngưu Nhật Thiên thấy anh ta cầu xin liền dừng tay, nói với Lý Dục Thần, Lý Đại Tông Sư, tôi sẽ dẫn hai người đi nghỉ ngơi, đảo chủ đều đã sắp xếp xong xuôi, còn chuẩn bị phòng cho hai người nữa. Lý Dục Thần hỏi, Ninh đảo chủ không ở đây sao? Ngưu Nhật Thiên nói, có ở, chỉ là ở bên tàu đảo Bắc có mấy tên Tây Dương lông vàng đến, đảo chủ đã đi đàm phán với bọn họ rồi, chắc đêm nay sẽ trở lại. Mấy người còn làm ăn với cả người Tây Dương ư? Đương nhiên là phải làm ăn rồi, nhưng không phải cái gì cũng làm. Mấy người kia là đến gây chuyện. Còn có người phương Tây đến đảo gây sự. Trước kia có một người phương Tây lấy danh nghĩa làm ăn trên đảo để vụng trộm truyền giáo. Truyền giáo thì truyền giáo đi, chúng tôi cũng mặc kệ, dù sao kiếm ăn ở trên biển. Giê-xu Quan Âm Bồ Tát Long Vương gì đó đều cúng bái hết, bái càng nhiều càng tốt. Nhưng tên kia lại lấy danh nghĩa truyền giáo để gây họa cho phụ nữ trên đảo, gây họa xong còn để người ta phanh ngực trói trên một tấm ván gỗ thả trôi trên biển, bị ngư dân của chúng tôi nhìn thấy. Vừa điều tra liền thấy đáng sợ, những người phụ nữ mất tích trên đảo mấy năm trước. Đều là do gã đó hại. Ngưu Nhật Thiên cũng không tị hiềm, nói ra liến thoáng. Lý Dục Thần nghe xong đã cảm thấy không đúng, chuyện này rất giống cách làm của Thái Dương Thánh Giáo. Anh liền hỏi. Có phải trước ngực người kia có đeo một cái chữ thập có hình mặt trời không? Ngưu Nhật Thiên gãi đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, hình như là thế, dù sao người đó cũng cúng bái mặt trời. Lý Dục Thần N gặp Ninh đảo chủ đi. Bây giờ anh hãy dẫn chúng tôi đi. Ngưu Nhật Thiên nói, cũng được, vậy chúng ta sẽ ra bến tàu. Nói rồi anh ta dẫn bọn họ đi ra ngoài. Mấy đứa bé đá bóng đang chen chúc đứng ở cửa nhìn giáo giác. Thấy bọn họ đi ra thì thất vọng nói, sao lại không đánh nhau vậy? Ngưu Nhật Thiên mắng, đi đi, đi đá bóng của chúng mày đi, con nít con nôi, xem đánh nhau cái gì? Đám trẻ liền giải tán ngay lập tức, lại chạy ra bãi đất trống đá bóng. Nhìn một màn này, Lý Dục Thần có chút hoảng hốt, cuộc sống trên đảo có vẻ rất hài hòa, ngoại trừ người trong phòng trực ban vừa rồi thì cư dân trên đảo đều rất chất phác, mang đến cho người ta ấn tượng hoàn toàn khác biệt với cái tên đảo Cửu Long. Ngưu Nhật Thiên lấy lại trường thương trong tay một tên bảo vệ, nghênh ngang vác lên trên vai, sau đó dẫn Lý Dục Thần và chị Mai đi về hướng bến cảng. Trên đường đi, thỉnh thoảng sẽ gặp người dân trên đảo, Ngưu Nhật Thiên đều nhiệt tình chào hỏi bọn họ, có thể nhìn ra được anh ta rất được yêu quý trên đảo này. Đến bến tàu, Ngưu Nhật Thiên dẫn bọn họ lên một con tàu tuần tra nhỏ, sau đó đón gió biển, gào thét lái về hướng Bắc. Đảo Cửu Long chúng tôi nhìn chung là có 3 hòn đảo. Vừa rồi là đảo giữa, cũng là đảo Cửu Long cũ. Phía Bắc gọi là đảo Bắc, cũng chính là nơi chúng ta sẽ đi bây giờ, nhỏ hơn đảo giữa một chút, nhưng việc làm ăn của chúng tôi cơ bản đều diễn ra ở nơi đó, có một bến cảng lớn, có cả vùng khai thác. Trên đó đa số là người trẻ tuổi ở. Còn ở đây thì đa phần là người già và người thích yên tĩnh. Ngưu Nhật Thiên vừa lái tàu vừa giới thiệu đảo Cửu Long. Giọng nói của anh ta đứt quãng trong gió biển. Nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng. Nghe có vẻ anh ta có một tình cảm rất sâu sắc với đảo Cửu Long, cộng thêm tính cách phóng khoáng và chất giọng thô lỗ, lúc giới thiệu tự có thêm một vẻ hào. Hùng! Vậy đảo Nam thì sao? Lý Dục Thần hỏi. Đảo Nam sao? Đó là nơi đại đảo chủ của chúng tôi bế quan, Ngưu Nhật Thiên nói. Nói ra có lẽ hai người không tin, nhưng trên đảo Nam có rồng, rồng thật đấy. Nếu hai ngày trước nghe nói như thế, chắc chắn chị Mai sẽ không tin. Nhưng bà ta đã được nhìn thấy hai long hồn ở cổng thành Uy Viễn Sông Dũng, lúc này nghe thấy có rồng thật thì không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Ngược lại nếu trên đảo Cửu Long không có rồng mới là chuyện lạ. Nếu không Hỏa Long Châu từ đâu ra, và vì sao lại gọi là đảo Cửu Long? Ngưu Nhật Thiên thấy dáng vẻ bình tĩnh của hai người, không khỏi có chút thất vọng. Hai, biết ngay là hai người không tin mà. Chị Mai cười nói, muốn chúng tôi tin thì cậu phải dẫn chúng tôi đi xem chứ. Ngưu Nhật Thiên lắc đầu, khó mà làm được. Đảo Nam là nơi đại đảo chủ bế quan, không có sự cho phép. Của 3 vị đảo chủ, ai cũng không thể đến đó. Một hòn đảo lớn như vậy, mấy người còn có thể đề phòng được người khác đến đó sao? Ha ha, hai người không biết rồi, không có chúng tôi dẫn đường, tàu thuyền bên ngoài căn bản không đến gần được đảo Nam. Vì sao? Tôi cũng không biết vì sao, dù sao theo lẽ trước đây thì sẽ bị lạc đường. Trong lòng Lý Dục Thần khế động, theo lời của Ngưu Nhật Thiên thì chắc hẳn đảo Nam có pháp trận bảo vệ.
Nhưng lúc anh quan sát trên không trung cũng không phát hiện đảo Cửu Long có trận pháp cấm chế gì, xem ra trận pháp này được bố trí ở dưới nước, trên không trung không có cấm chế, như vậy là chỉ muốn để phòng thứ ở trong nước thôi. Ngưu Nhật Thiên sẽ không biết được nhiều chuyện hơn, cho nên anh cũng không hỏi nhiều, dù sao cũng chẳng có liên quan gì đến anh. Hôm nay đến đây chủ yếu là trả Hỏa Long Châu lại cho bọn họ, sau đó giải thích rõ ràng chuyện chị Mai trộm Mỹ Nhân Châu là được rồi. Bây giờ biết ở trên đảo có người của Thái Dương Thánh Giáo đang truyền giáo, như vậy đương nhiên cũng phải đi xem xét một chút. So với đảo lớn chính giữa thì diện tích đảo Bắc nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại phồn hoa hơn nhiều. Nhà cửa trên đảo giữa rất thưa thớt, hơn nữa đều thấp bé, giống như một đảo đánh bắt cá bình thường, nơi đông đúc nhất cũng chỉ có thị trấn nhỏ ở trung tâm. Ngược lại là có khung cảnh đẹp đẽ, mọi người sinh sống tự tại, cũng là một nơi nghỉ dưỡng tốt. Phía bắc đảo Bắc có một bến cảng lớn, đậu đầy tàu thuyền lớn nhỏ. Nơi này là một trong số những bến cảng vận chuyển hàng hóa, bắc giáp Đông Doanh, tây hướng về phía đất liên, nam thông đến Lữ Tống. Bến cảng kéo dài sang hai bên, lại xây dựng một khu khai thác với vô số nhà máy. Tiến vào bên trong sẽ thấy thấp thoáng những khu dân cư hiện đại hóa đủ mọi màu sắc. Tàu nhỏ cập bờ, Ngưu Nhật Thiên dẫn Lý Dục Thần và chị Mai lên bờ, cho người đi tìm một chiếc xe. Sau đó lái xe dẫn bọn họ đến Ủy ban Quản lý khu khai thác bến cảng, cũng là nơi tập trung giải quyết những công việc ở cảng. Hiển nhiên người ở tòa nhà công vụ biết anh ta, cũng không hỏi nhiều đã cho bọn họ đi vào. Chị Mai nói nhỏ, an ninh ở đây kém quá, khó trách sẽ có phụ nữ bị hãm hại. Lý Dục Thần biết những người phụ nữ kia bị hại cũng không phải bởi vì bảo an ở đây kém. Chỉ là anh không rõ tại sao giáo đồ của Thái Dương Thánh Giáo lại đến truyền giáo ở một nơi nhỏ như đảo Cửu Long. Nơi này có được bao nhiêu người chứ? Về phần vấn đề an ninh thì thật ra cũng không kém lắm, chỉ là dân cư ở đây chất phác, không cần đề phòng gì, cho nên việc quản lý cũng hơi qua loa một chút. Nhưng chưa chắc điều này đã không tốt, ít nhất giữa người và người sẽ không lạnh nhạt như vậy, không cần lúc nào cũng phải đề phòng người bên cạnh như phòng trộm. Không nhặt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa mới là một xã hội lý tưởng. Ngưu Nhật Thiên đưa bọn họ đến phòng nghỉ, rót hai chén trà cho bọn họ, bảo bọn họ chờ rồi đi tìm chữ Phượng Toàn báo cáo. Không lâu sau, chỉ nghe thấy những tiếng bước chân đồn dập truyền đến. Lý Đại Tông Sư, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng trước. Chữ Phượng Toàn đẩy cửa vào, nhìn thấy Lý Dục Thần, vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Đại Tông Sư, tôi đang ngày nhớ đêm mong, ngóng trông cậu đến đây. Ông ta đi tới thân thiết nắm tay, trên mặt vẫn duy trì bảy phần cung kính. Ninh đảo chủ khách khí, tôi không phải đại tông sư gì cả, không cần xưng hô như vậy, gọi tên tôi là được. Rồi, Lý Dục Thần nói. Cái này, chứ Phượng Toàn nào dám gọi thẳng tên anh, đúng lắm, đại tông sư nghe vào liền thấy già, vậy tôi gọi cậu là cậu Lý đi. Ông ta nhớ ở trong đại hội võ lâm, hình như hai nhà tiền cao đều gọi Lý Dục Thần như vậy, chắc là sẽ không sai. Lý Dục Thần cảm thấy cũng được, nói, Ninh đảo chủ, hôm nay tôi đến chủ yếu là trả vật về chủ cũ, cũng muốn nói xin lỗi với các ông. Anh đang muốn lấy Hỏa Long Châu ra. Chữ Phượng Toàn lại khoát tay nói, không vội, lời hứa của cậu Lý như ngàn vàng, có thể tự mình đến đây đã đủ nể mặt Ninh mỗ rồi, Ninh mỗ cảm kích còn không kịp, làm gì chuyện nói xin lỗi. Chờ tôi xử lý xong chuyện ở đây sẽ dẫn hai người đi gặp anh hai tôi, chúng ta sẽ bàn việc này sau. Đi, lên trên tầng ngồi. Ông ta liền dẫn hai người lên phòng khách trên tầng, vừa ngồi xuống uống trà liền nghe bên ngoài có người nói chuyện. Đám quỷ Tây Dương này, sao có thể làm như vậy chứ? Tam đảo chủ đâu? Trong phòng khách, cánh cửa bị đẩy ra, có một người xông tới, lớn tiếng nói, anh ba, đám người phương Tây này căn bản là không nói thông được, vẫn nên để anh ra mặt nói thôi. Người đó thấy trong phòng khách có người lạ liền ngẩn người. Chữ Phượng Toàn đứng lên nói, Sương Dũng, nào, giới thiệu với ông hai vị khách quý. Vị này là đệ nhất tông sư Nam Giang, Lý Dục Thần, cậu Lý. Vị này là cô Mai, đây là tổng giám đốc của tập đoàn Cảng vụ Cửu Long chúng tôi, cũng là chủ nhiệm của khu khai thác Bắc Đảo, Yến Sương Dũng. Yến Sương Dũng liền tươi cười, nói, năm trước đã nghe anh ba nói Nam Giang có tông sư mới, một kiếm chém Itazura Kazuyoshi. Tông chủ của Thiên Nhãn Tông, sớm đã mong Đại Tông Sư đến đây. Có thể gặp được cậu, là vinh hạnh của tôi. Người này ăn nói khách sáo, nhưng trong điệu lại thiếu chút chân thành, Lý Dục Thần không thích,
chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu, vinh hạnh. Yến Sương Dũng thấy Lý Dục Thần lạnh nhạt, hình như không vui, liền khẽ biến sắc mặt, nhưng đã nhanh chóng tươi cười. Sau khi hai bên chào hỏi nhau, chữ Phượng Toàn hỏi, Sương Dũng, vừa nãy ông nói gì? Đám người Tây đó nói thế nào? Yến Sương Dũng lắc đầu nói, hừ, còn có thể thế nào, muốn chúng ta thả người, uy hiếp nói, nếu không thả người, không những sẽ rút đầu tư của bến cảng chúng ta, còn cho chiến hạm của ông Mai đến, phong tỏa bến cảng của chúng ta. Đâu có lý đó. Chữ Phượng Toàn nổi giận, đập mạnh một cái lên bàn. Bọn họ có nói không đây? Chẳng phải ông Mai coi trọng pháp luật sao? Giết người ở chỗ chúng ta, còn muốn bảo chúng ta thả hắn đi. Thiên lý ở đâu hả? Pháp luật ở đâu hả? Anh ta, không phải anh không biết, pháp luật của ông Mai, đối nội là một chuyện, đối ngoại là chuyện khác. Yến Sương Dũng khuyên nói, ông ba, ông cũng đừng tức giận, không cần thiết. Ông ba, theo tôi thấy, gạch dưới hay là thả người cho xong. Trước mắt khu khai thác chúng ta có mấy dự án đầu tư đang xây dựng, bến cảng giai đoạn 2 cũng sắp khởi công, tuy chúng ta không sợ. Họ, nhưng người đầu tư sợ, chẳng may ảnh hưởng đầu tư lòng tin. Chữ Phượng Toàn lắc đầu nói, nếu chúng tôi không thể trừng trị kẻ giết người theo pháp luật, mới thực sự ảnh hưởng đến lòng tin đầu tư. Nhưng người nước ngoài nói với bên ngoài, đây là hành động tôn giáo, họ nói người chết đều là tự nguyện, không phải là sát hại. Ăn nói linh tinh, chữ Phượng Toàn nổ giận, giết người bừa bãi, rạch bụng moi tim, vứt xác trên biển, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, là hành vi tôn giáo của phái nào? Không cần nói nữa, tôi sẽ không đồng ý thả người. Nếu anh cả anh hai cỡ đây, tuyệt đối sẽ không đồng ý thả người. Vậy phải trả lời người nước ngoài thế nào? Yến Sương Dũng hỏi, phải xử lý dêm thế nào? Xét xử công khêu, chữ Phượng Toàn nói, ngày mai sẽ xét xử công khai, làm theo quy định trên đảo, nên dìm xuống biển thì dìm xuống biển, nên lăng trì thì lăng trì, nhất định phải cho người dân trên đảo Cửu Long một lời giải thích. Xét xử công khai, vẻ mặt Yến Sương Dũng biến sắc, ông ba, ông có cần cân nhắc thận trọng lại không? Theo ý kiến của tôi, cho dù phải xử lý, cũng cố gắng hết sức xử lý bí mật, âm thầm, một khi xét xử công khai, không phải là vấn đề đắc tội với một hai người hay là đoàn thể, mà là hoàn toàn trở mặt với thế lực phía sau. Dêm, theo tôi được biết, thế lực này vô cùng lớn, có ảnh hưởng lớn trong giới kinh tế chính trị. Hiện nay các bên đang đọ sức ở Đông Hải, lúc này là cơ giao bạn bè, vùi đầu phát triển, không thích hợp gây thù chuốc oán. Chữ Phượng Toàn nói, tôi không phải không biết điều này, nhưng ông đừng quên, nền tảng cái gốc của đảo Cửu Long chúng ta là tự cường và công bằng. Nếu đánh mất điều này, chúng ta không chỉ mất đi lòng dân trên đảo, mà cũng mất đi lòng tin của toàn thế giới. Đến lúc đó, cho dù ông xây dựng đảo Cửu Long có tốt thế nào, cũng chỉ có thể trở thành quân cờ trong tay người khác. Ông ba, Yến Sương Dũng còn muốn nói nữa, lại bị chữ Phượng Toàn ngăn lại. Ông không cần nói nữa. Chuyện này quyết định vậy đi, ngày mai xét xử công khai. Chữ Phượng Toàn nói chắc như đỉnh đóng cột, khiến Lý Dục Thần phải nhìn bằng con mắt khác. Anh bỗng cảm thấy, đảo Cửu Long này rất thú vị. Yến Sương Dũng không nói một lời, lặng lẽ uống mấy ngụm trà, sau đó đứng lên nói, tôi chỉ là người quản lý, ông ba đã quyết định rồi, tôi làm theo là được. Bây giờ tôi đi nói với họ, nhưng từ nay phải đối diện với cục diện thế nào, tôi không dám bảo đảm. Ông ba, ông phải nghĩ cho kỹ. Nói xong, nhìn Lý Dục Thần và chị Mai một cái rồi quay người đi ra. Chữ Phượng Toàn hơi ngại nị trên đảo, khiến cậu Lý chê cười rồi. Những việc vụn vặt, Lý Dục Thần hỏi, dêm này là mục sư của Thái Dương Thánh Giáo phải không? Chữ Phượng Toàn ngẩn người, tôi không biết hắn là người của giáo hội nào, tóm lại là người truyền giáo, đảo Cửu Long chúng tôi không bài xích ngoại giáo, sao thế, cậu Lý quen biết ư? Lý Dục Thần nói, tôi không quen người này, nhưng từng biết đến tông giáo này, có thể nói với tôi, cụ thể đã xảy ra chuyện gì không? Chữ Phượng Toàn nói lại một lượt nguyên nhân kết quả của sự việc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tập 33.